ruộng bà tôi thấy vợ cũng tốt quá đấy mà. Rồi, rồi. Anh hai. Dạ. Có tên chị hay không? Dạ, có nhóc. Trời ơi anh hai. Trời ơi, vừa đi vừa đọc báo của trường dắp cục đá té dập mặt anh hai. Chú lúc nào cũng dẫn được. Tôi đang tìm cái trường để cho Tám Thằng nó ôn thi đại học nè. Từ bữa tới giờ đọc báo quá trời, bữa nay mới tìm được cái trường cho nó đi học nè. Đúng anh hai, tụi nhỏ là phải ráng cho nó học, chứ không thôi để không lớn lên nó hư người hết. Chú sao rồi? Nhá nhà chú sao rồi? Hôm rồi sao tôi không thấy nó? Thì đó, cái bữa vụ đó đó, bây giờ nó mắc cỡ cái nó chui nhà riết, nó đâu đi đâu ngoài đường đâu. Thôi, cái chuyện nó qua rồi, chú nói với nó cứ bình thường đi. Rảnh á, qua nhà nói chuyện với bà Tư Mang cho nó vui. Nhủ nó đi rồi, bả nhà mình buồn queo à. Dạ, công nhận anh hai nhìn xa trông rộng ghê à. Ủa, anh hai cho con nhú nó đi học quản lý để về làm giám đốc hả anh hai? Giám đốc cái gì chú ơi, tôi cho nó đi học cái mô hình nhà máy xây xác. Là tôi tính á, là áp dụng cái mô hình này nè cho xẻo lá mình nè. Mà muốn làm á phải có kiến thức. Mà mấy cái chuyện đó em thấy to tát quá anh hai. Mà có đẻ ra tiền không anh hai? Chú lúc nào cũng nghĩ cái lợi nhỏ mà không nghĩ cái lợi lớn. Mình làm cái gì cũng phải có lợi ích của bà con trước cái đã. Anh hai, cái cầu xây xong chưa anh hai? Cũng sắp xong rồi. Nhớ nghe, chuẩn bị quần áo mới nghe. Ăn khánh thành đó. Dạ, thiệt á, cái xóm của mình mà có anh hai á, thiệt là đỡ ghê luôn đó. Nếu không có anh hai á thì làm sao mà làm được cái cầu này. Cô sao nói quá, toàn là công sức của bà con đóng góp ngượng chút chứ đâu phải của mình tôi đâu. Dạ vậy thôi tôi xin phép anh hai, anh Tư. Dạ. Đi đi. Dạ. Dạ. Nhớ nghe, bữa khánh thành nha cậu, mặc đồ đẹp à. Dạ, dạ. Chú à, cứ chăm chăm đi làm ba cái chuyện trời ơi đất khởi, cũng như là đi xuất khẩu lao động vậy đó. Tiền mất tật mang, chưa sáng mắt ra nữa hả? Trời ơi, nay chuyện qua lâu quá rồi, nay cứ nhắc lại hoài. Tôi nhắc để cho chú nhớ, đặng chú đừng làm bậy nữa. Thôi đi. Dạ đi. Ý, tí về, tí về. Đế. Ngồi té. Dạ, mời tới uống nước té. Để em quạt cho. Muốn gì nói đại đi. Là bộ làm tích gì nữa. Trời ơi, nhìn tướng biết rồi. Đúng là chỉ có té mà hiểu ý con rồi chứ không ai đó. Trời ơi, tao đẻ ra mày mà tàn. Té à, té thấy con giống té không? Con đẹp trai không? Ừ? Giống té có nét đẹp trai nhưng mà không bằng. Té có muốn con trở thành một người tài giỏi, một người tài năng mà nhiều người ngưỡng mộ không? Muốn quá rồi chứ. Té định té định cho con lên Sài Gòn làm ca sĩ phải không? Mày nói vậy tao? Thì muốn nổi tiếng đây được, nhiều người hâm mộ thì phải đi hát, phải làm ca sĩ chứ. Thì theo Út Đạt không? Nó hát thua con xa. Mà nó đâu có biết nhảy hip hop giống con đâu. Mà nó thi hát được giải cơ. Nên bây giờ hả, nhiều người biết nó luôn á. Thế sao thế? Mày tính giống Út Đạt hả? Con đâu có bắt chước nó đâu. Con phải hơn nó chứ. Con mà lên Sài Gòn đi thi hát là con phải lấy giải nhất, chứ không phải giải khuyến khích như nó đâu. Thiệt. Nhà té đi hát nè, mày rảnh quá ha. Gì rảnh rồi trời. Còn đứng đó nói nữa hả? Dẹp ba cái trò hát họ của mày đi. Hay ho cái gì mà hát mà nhảy cà tưng ý như là con khỉ mắc phong. Té không muốn con hát thiệt hả té? Con thấy té rảnh té cũng hát với mấy chú mà. Tao hát là tao hát giọng cổ, đờn ca tài tử, âm nhạc truyền thống. Hay ho gì mà ba cái nhạc của tụi bay. Bày đất nhảy rồi lộn chổng chổng đầu xuống đất. Trời ơi, có nó vỡ ghế cổ chết.
Đây nè, tiết tìm được cái chỗ luyện thi cho con rồi đó. Lo học hành cho tử tế đi, năm sau thi đại học rất là biết tay tao đó. Tế, con vừa học vừa hát được mà nha. Tế cho con đi nha tế. Nha, nha tế, nha, nha. Tao nói không à tế. Học đại học đi, đậu đi, mà, rồi muốn cái gì thì muốn. Thôi mà tế, con năn nỉ mà. Nha tế, tế. Đổ nước nè theo. Tế. Giùm tôi cái gì? Tế. Tế. Chân của chú đỡ chưa? Trời ơi, người ta đi từ nãy đến giờ rồi mới hỏi là sao? Giỡn thôi, chưa chi cho em hết đâu rồi. Bữa dì Năm dẫn em qua ông thầy kia kìa, bôi thuốc rồi bỏ chân lúc là hết hà. Vậy hả? Ừ. Vậy giờ còn đi nổi không? Không nổi thì để anh cõng cho. Kỳ cục. À, nói giỡn thôi mà. Vũ có biết không? Anh muốn dẫn Vũ tham quan khu di tích văn hóa Ốc Eo này, để Vũ hiểu anh làm gì trong thời gian qua. Ủa, vậy là anh đang nghiên cứu mấy cái này á hả? Đằng kia kìa có nhiều mẫu đồ gốm hay lắm. Anh có ghi chép lại tất cả và có chụp hình lại nữa. Để chút nữa anh cho chú xem ha. Anh có vẻ hứng thú với gốm ha. Công nhận ngày xưa người ta giỏi thiệt. Vào thế kỷ thứ 2 mà xã hội của người ta đã phát triển về thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp. Ngoài ra người ta còn biết đào kênh để tưới tiêu, để trồng trọt. Rồi họ còn biết làm đồ trang sức nữa. Và hồi xưa ở chỗ này á, là một thành phố ven biển cực kỳ đẹp. Anh có vẻ hiểu biết quá ta. Thì cái gì mình thích thì mình tìm hiểu thôi, chứ có giỏi giang gì đâu. Từ ngày mai buổi sáng tắm thằng chèo đò, buổi chiều tới nhà thầy Nhân học ôn luyện thi nghe không? Gì nhanh đi tía. Trời ơi, chuyện này phải nhanh mới được. Thầy Nhân vừa mới mở lớp, tía đã đăng ký cho con rồi. Ráng học để năm sau thi đại học. Thế hay là tía cho con lên Sài Gòn học đi. Ở Sài Gòn có nhiều cái lò mà luyện thi chuyên nghiệp á, tốt hơn ở quê mình nhiều á tía. Thôi dẹp đi. Bà cái lò luyện thi lừa đảo đó có hay ho gì? Thả dưới quê mình còn hay hơn. Thầy cô ta tận tâm, lại không có cái này cái kia cám dỗ. Dưới nền ta luyện thi nó bảo đảm hơn. Tế à, tía đã quyết y như vậy mà làm, không có nói nhiều. Thôi mà tế. Thôi, ăn cơm đi ha. Ăn cơm. Nhú. Nhú nè, ngày mai anh về xẻo lá rồi. Phải rồi, có người đâu thích tôi đâu. Tôi mới xuống đây xong giờ kêu về xẻo lá luôn. Đâu phải vậy đâu. Tại vì anh về xẻo lá để anh coi thợ sửa lại cái nhà, với lại trang trí lại luôn. Sao vậy? Ráng học nghề nhanh nhanh rồi về nha. Chị, tôi thấy đây vui, tôi ở đây luôn. Ở đây luôn mắc công có người nhớ. Ủa, ai nhớ? Ai biết? Không biết hả? Không biết thì khỏi về. Tấm Tàng. Gì tế? Trời ơi, hôm nay sập dữ trời, cho một cọc tiền luôn, như vậy là quá hớp luôn. Cho cái đầu mẹ,
Bộ tao khùng, tự nhiên cho cục tiền đi chơi hả? Đi mua cho tía mấy bao phân, về tía rải ba cái lúa cho nó rồi, để mưa xuống làm không kịp. Rồi sẵn ra đi mua mấy cái bao thức ăn cho heo ăn luôn. Nè, tao ghi sẵn trong này nè, để cho lẹ về à, không có cà kê dê ngỗng nha. Mày na cái thay mập mày tới chợ cái tới chiều luôn đó. Về mà chiều mà mưa mà tao rải không kịp là tao đập bắt dịch luôn đó. À. Thằng ôn dịch là thiệt chứ. Sai đi mua có mấy thứ à, mà đi cả ngày trời. Giờ này chưa về. Thằng này ghé thuộc bi gia đâu rồi nè. Tôi nói thưa có không? Ông, có khi nào nó té xong không ông? Bà ăn nói tầm bậy tầm bạ không à? Nó lớn trong ngồng ngồi cho bụng nít xong té xong. Hồi chưa con đi học về, con thấy nó ra ngoài ăn mặc lịch sự lắm á tím á. Rồi đâu bà gọi điện thoại cho nó thử coi. Trời ơi, tôi gọi cả trăm cuộc rồi mà nó có trả lời đâu. Thôi con vô học bài, khi nào ăn cơm má kêu con nghe. À, đi đi con. Chào, máu thiệt chứ. Nè nè nè, hay là mình đi báo công an đi ha. Công an cái gì mà công an, từ từ đó. Thằng này nó ham chơi tôi biết mà. Bà canh tới khuya thế nào nó cũng mò về à. Thôi vô dọn cơm ăn đi, đói bụng quá trời. Tí má ơi, tí má, tí má. Cái gì vậy? Tí má ơi, tí má. Dạ thằng Tám gửi thư tí má. Gì vậy? Được coi. Coi coi. Nhà đọc đi, tôi không có thấy được. Tía má, con xin lỗi con đi mà không báo trước. Con lên Sài Gòn để thực hiện ước mơ của đời con. Khi nào thành công con sẽ trở về. Tía má đừng lo cho con. Số tiền con mượn của tía coi như con mượn, mai mốt con sẽ trả lại. Trời đất ơi, Tám Tàng ơi là Tám Tàng, sao mà con dại dột dữ vậy hả con? Hết ý kiến. Đưa tiền mua phân rễ lúa, mua thức ăn cho heo. Bây giờ nó mượn để nó thực hiện ước mơ của nó. Cái thằng này tôi nói thiệt với bà nghe, tôi mà lụm được nó một cái á ha, tôi chói lại nè, tôi đập một trận cho nó biết thân. Thấy không? Vô soạn đồ cho tôi đi. Ông đi đâu? Đi lôi cổ nó về đây chứ đi đâu. Mau lên. Ông à, ông biết nó ở đâu mà tìm. Trời ơi, Sài Gòn nó rộng bao la, chứ còn nhỏ xíu như cái xẻo lá của mình đâu. Ông ơi, hay là bây giờ mình đi báo công an đi. Cỡ nào tôi cũng phải tìm ra nó. Bà tính báo công an để cho người ta cười tôi bà hả? Dẹp cái vụ đó đi. Ông à, bây giờ trời tối rồi, xe cộ đâu mà ông đi. Hay là ông chờ tới sáng đi, biết đâu nó gọi điện thoại về. Thiệt là tức quá trời quá đất. Tại bà chiều chuộng nó quá, sanh hư. Sao đổ lỗi cho tôi? Tôi có chịu đó hồi nào đâu. Chứ không phải sao? Con hư tại mẹ. Sao giờ tự nhiên mọi chuyện ông trúng hết lên đầu tôi là sao vậy? Trời ơi, con ơi là con ơi. Trốn gia đình đi hả? Ừ. Mày ngon quá ha. Dám trốn đi luôn hả? Thì hôm qua giờ mày ở đâu? Ngủ ở bến xe. Sáng dậy giật mình cái nhớ tới Khổng Minh, xong cái tìm liền. Trời ơi, mày ngủ mày bến xe luôn hả? Ừ. Trời ơi, mày chịu chớ vậy? Chứ giờ chỗ đâu ngủ? Mày không có chỗ ở hả? Ừ. Thôi giờ vậy đi. Mày vô nhà tao đi. Rồi tao xin cô tao cho ở lại vài bữa. Coi được không chứ ngại lắm ạ. Nhớ xin giùm nha. Thôi đừng làm bèm nữa. Vô nhà đỡ đi. Đỡ ghê, có ông đỡ chứ không biết ở đâu.
Không mày dìu chỉ mày ơi, đi vô đi. Ôi. Gì? Nhà cô ông đẹp dữ vậy hả? Cô tao mà. Ê cho tôi ở đây luôn đi. Không có được. Cho mày ở đây á, rồi bắt hai tía mày á, ông lên đây ông bóp cổ tao thì sao? Ngồi ở đây đi, chờ tao lấy nước cho uống, nghe. Trời ơi, phá ư đổ trơn. Chưa đụng gì hết trơn á. Ê, ông chơi này hả? Không, của cô tao chơi á. Hả? Hả? Không phải, của con của cô tao chơi á. Trời ơi, tưởng đâu phải chơi mấy này chứ. Ngồi xuống, uống miếng nước nè. Ngồi xuống đây nghe tao hỏi nè. Rồi mày trả lời tao nghe. Lý do tại sao mà mày bỏ trốn, mày bỏ nhà mày lên đây vậy hả? Nói chung là tôi cũng có nhiều nỗi niềm lắm. Ê, mày vô vấn đề lẹ đi. Chuyện này dài lắm, có thời gian tôi sẽ kể nhiều cho ông. Còn bây giờ thì trước mắt ông hãy giúp tôi là cho tôi tá túc ở đây thêm vài ngày đi. Ở đây dài hôm coi cũng được. Ok. Ok, tao sẽ báo bác hai biết chuyện này. Ê, báo ông gì vậy? Phải báo bác hai biết chứ, để bác hai lo sao mày. Ông lên ông dặn cổ, ông dặn họng tôi chết luôn á. Đừng có báo hỏng, tôi trốn rồi mà. Giờ không báo được hả? Đừng báo, nghĩ cách khác đi. Để tôi nghĩ cách khác. Uống nước đi. Sao bây giờ ta? Hey cha. Có cách rồi, báo cho bác hai biết. Cái gì? Dơ mày, dơ. Báo ông gì? Báo cho ông biết chứ. Yên tâm đi, tao là Khổng Minh mà. Mày quên hả? Tao sẽ báo cho ông biết. Nhưng sẽ có cách làm cho mày vẫn được ở đây. Được không? Được chứ sao không. Trời, làm sao đi lên dặn cổ hai thằng về luôn á. Yên tâm đi, tin tưởng ở tao. Phải không? Khổng Minh mà. Bây giờ ông tìm cách ông nói đi. Thôi chết tôi luôn á. Để đó. Alo, dạ. Dạ bác hai hả bác hai? Đứa nào đó? Dạ dạ con Khổng Minh nè bác hai ơi. Minh phải không con? Dạ. Dạ khỏe bác. Dạ dạ. Gọi bác có gì không? Dạ. Thằng Tám Tàng đang ở chỗ con đó bác. Cái gì? Nó đang ở với con hả? Dạ dạ. Con giữ nó đó giùm bác. Bác lên bác kéo nó về liền. Dạ khoan. Bác hai nghe con nói đã. Bác cứ để thằng Tám Tàng ở đây mấy ngày đi. Không có được. Thằng đó mà ở trên đó thế nào nó cũng hư. Bác phải lên dẫn nó về liền. Bác hai bình tĩnh, bác hai nghe con nói nè. Thằng Tám Tàng nó lên đây là để nó lên đây để luyện thi đó bác. Dạ. Cái gì? Nó nói xạo với con đó. Dạ, nó nói xạo hay không thì con không có biết. Nhưng mà bác yên tâm đi, con sẽ dẫn nó đi tìm chỗ để học luyện thi. Chứ để ở dưới quê nó rảnh quá, nó cũng sinh hư rồi bác ơi. Bác cứ để nó ở lại đây đi, rồi con tìm trường để cho nó học. Sau đó đó, rồi bác lên bác thăm nó cũng được. Chứ nó ở nhà, ở dưới quê đi lêu lỏng, rồi nó không chịu học cũng vậy à. Có thiệt nó lên đó nó ôn thi đại học không? Dạ thiệt mà. Sài Gòn này nhiều chỗ luyện thi tốt lắm. Mình phải học ở đây, mình luyện ở đây, rồi mình thi ở đây thì mới mau đậu bác ơi. Bác cứ để nó ở đây đi. Nó quen đường quen xá để mốt đi học cho nó dễ. Thằng này nói nghe cũng có lý. Vậy giúp bác tìm trường cho nó học nha. Biểu nó đừng có lêu lổng rong chơi nữa. Bác kẹt đang làm cái cầu để cho bà con nè. Dạ. Vài bữa bác lên. Dạ dạ, bác yên tâm đi. Nó ở nhà cô con mà. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ, chào bác hai, dạ dạ. Ê, được không? Yeah. Lấy kỳ liền. Trời ơi, sao nói điện thoại gì mà lâu dữ vậy? Hả? Nó đang ở chỗ Khổng Minh á. Vậy hả? Thằng Minh xin cho nó ở lại cho nó vui. À. Rồi thằng Minh tìm trường cho nó học, nó luyện thi đại học luôn. Trời ơi, thằng nhỏ tốt dữ hen. Vậy là tôi yên tâm rồi. Nhờ thằng Khổng Minh kèm cặp, thằng Tám Tàng nó không làm gì bậy đâu. Ông đừng có lo. Nói thì nói vậy thôi. Để tôi coi, làm xong cây cầu á. Dạ. Rồi tôi lên. Tôi kiểm tra con ăn ở ra sao. Nó mà chịu chí thú học hành, tôi có tiếc gì đâu bà. Tôi thấy nó cũng chịu nghe lời ông á. Chỉ có điều là con nó thích lên Sài Gòn học, để biết đây biết đó với người ta. Ông có hiểu không? Đừng có rầy nó. Con nó buồn, tội nghiệp ha. Tôi phải canh chừng nó chứ. Ai biết trong đầu nó suy nghĩ cái gì. Thôi, tôi chuẩn bị qua coi cây cầu. À. Bà coi có gì ăn sáng, dọn cho tôi ăn miếng coi. Có liền, chờ một phút. Một phút của bà chắc 10 phút quá. Anh về xẻo lá trước nha, vú xong việc nhớ về sớm đó.
Ý rồi. Nè. Cái gì vậy? Đây là quyển sách để em tìm hiểu thêm về văn hóa Úc eo. Hay quá à. Em cũng đang định tìm hiểu về. Tìm hiểu gì? Thì văn hóa Úc eo. Sao không tìm hiểu người? Giỡn. Anh nói thiệt chứ giỡn gì. Thôi anh đi đi, không trễ rồi kìa. Về anh đi nha. Chú ba, chú ba. Thím ba ơi. À, trời ơi. Dạ con chào chú. Thằng Long. Dạ. Ê, sao mày về hồi nào vậy? Dạ con về hôm qua. Con về là con ghé thăm chú liền nè. Chú ba, con có ít quà con gửi chú nè. Con cảm ơn chú thời gian qua đã coi nhà giùm con. Coi nhà giùm mày. Rồi đi ra đi vô không có ai, buồn muốn chết à. Đây bà. Dạ con chào con. Thím. Lâu quá mới gặp mày nghe chưa. Thôi dạ. Đi vô nhà uống nước con. Đi đi, đi vô nhà. Dạ, uống đi nước chú. Con. Đi. Dạ. Chú ba, chú ba. Thím ba ơi. Ủa cái gì vậy? Cái gì con? Sao vô nhà uống nước đứng đây làm gì? Dạ cái lù này. Trời cái thằng này. Mày muốn uống nước lù hả? Thế mày ơi. Mày ở Sài Gòn quen rồi mày uống nước này đau bụng chết á. Dạ đi, dạ đi, phải đi chú nhà. Dạ không phải chú. Cái lù này đẹp quá chú ba. Cái gì? Cái lưu này mà đẹp cái gì? Ê, chú ba. Hả? Cô chừng bể chú. Trời đất ơi. Sao? Chú ba để lại cho con cái lưu này nha. Để là sao? Dạ, là bán cho con đó. Mày khùng á. Nếu vậy thôi, con xin lỗi chú. Tao nói mày khùng á là mày nghĩ sao mày mua cái lưu tổ bà chảng vậy? Mày thích không? Đẹp phải không? Tặng cho bạn bè chứ gì? Vô nhà. Ở trong đó tao có mấy cái hũ, mấy cái bình nhỏ nhỏ. Ơi tao cho không mày 2-3 cái cũng được. Dạ con thích cái lưu này. Con sẽ mua cái lưu này với giá 1 triệu. Hả? Gì vậy? Con gửi chú tiền nè. Đây là 1 triệu. Hả? Chú giữ giùm con nha. Nè ba. Nè ba. Thiệt nè ba. Sao mà tự nhiên nó thích mà nó mua tới 1 triệu bạc cái lưu nè. Mua làm gì ta? Cái lưu mà 1 triệu. Thôi bán cho nó đi ha. Long. Dạ. Thôi được rồi. Nếu mà con thích á thì chú Thím bán cho con đó. Nhưng mà giờ vậy, đi vô nhà uống miếng nước dạ. Đi đã. Khoan. Thím. Hả? Không cần đâu. Con mua được cái lưu này con mừng quá rồi. Bây giờ con chạy về nhà. Con kêu người qua đây lấy cái lưu này về. Vậy xin phép chú Thím con về trước nha. Con qua nữa. Mày đưa ý hả? Trả tiền cho nó. Nè. Dạ không phải. Ý con nói á, khi nào mà thấy ai có cái lưu này cứ kêu con, con sẽ mua hết. Bây mua giờ con hết. Về, xin phép chú Thím con về. Cái lưu như vậy mà nó mua 1 triệu đồng. Ông à, ấy bây giờ ông xuống nhà sau đó. Ông coi còn bao nhiêu lưu ông gom bán cho nó hết đi. Để gửi vốn cái vụ mà mình lỗ rùa tay đỏ đợt rồi đó ông. Ông! Hả? Nghe tôi nói cái gì không? Cái gì? Xuống sau nhà coi mấy cái lưu rửa sạch sẽ rồi bán cho nó. 1 triệu đồng một cái đó. Bộ mà. Bà nghĩ sao? Mày đi kiếm mấy cái lưu trong nhà bán cho nó. Bà đời này không làm ăn thì thôi. Đã làm ăn á là làm sĩ chứ không có làm lẻ. Của đâu mà làm sĩ? Có mấy cái mà đòi làm sĩ là sao chứ? Nhà ba đời bây giờ sẽ trở thành dựa ve chai. Trời đất ơi. Tướng ơi. Tướng.
ơi. Cái gì vậy anh ba? Cái gì mà la ôm sòm ổm tội vậy anh ba? Cái gì mà để mà la ôm sòm mà không nghe gì hết trơn vậy? Trời ơi, thì từ từ thì anh vô đây cũng gặp tôi thôi. Ngồi uống trà đàm đạo đi, có gì gấp gáp đâu anh ba. Chà, bữa nay sao thấy nghe là thanh thản, thanh nhàn quá ha. Chứ làm gì giờ mà không thông thả thanh thản anh. Sao cái vụ rùa tay đỏ thua đạo thua đớn. Tôi không muốn mận ăn gì hết trơn anh ba ơi. Ngày ngày tôi làm ly trà, tôi ra ruộng, tôi mần ruộng, tối tôi giác cuốc về nhà, đầu óc tôi nhẹ tơn anh ba. Rồi, khỏe rồi. Không có chuyện gì mần nên nói vậy. Bây giờ nè, có mối làm ăn nữa nè. Thôi nha. Tôi nghe mận ăn là tôi sợ lắm rồi anh ba ơi. Đừng rủ tôi mận ăn gì nữa anh ba ơi. Bây giờ á, tôi mần ruộng cho nó chắc anh ba ơi. Trời ơi, nam nhi là phải có chí khí chứ. Bao giờ cũng vậy. Nghĩa là buôn ba không qua thời vận. Gặp thời thế, thế thời, thời phải thế. Thế là thời, thời thế, thế nên thời. Hiểu không? Cho nên bây giờ cái chuyện này nó khác. Đợt làm ăn này á, không có tốn tiền, không có tốn công sức, không có nuôi nấng cái gì, không có cực khổ như là làm cái đám ruộng của chú đâu. Trời ơi, làm gì mà có chuyện ngồi mát ăn bát vàng anh ba. Vậy mà có đó. Vụ này nè, xin lỗi nha, trúng mánh lớn đó. Sao tôi coi bộ anh phấn khởi quá vậy anh ba? Đâu anh thử nói tôi nghe coi anh ba. Tôi có nghề mới ngon lắm. Nghề phải gì? Phải nói là tứ hải gia huynh đệ. Tôi đâu có quên chú được. Cho nên rủ chú làm ăn chung đó. Nghề gì? Anh đừng có nói tôi là nuôi mấy con này con kia. Tôi mệt lắm mà nghe. Thằng cha này, nhây thấy mồ. Hở chút nuôi con này nuôi con kia. Tôi nói cái nghề này không cần phải chăm sóc, không cần phải nuôi dưỡng cái gì hết trơn á. Chứ tôi hỏi anh nghề gì? Mua ve chai. Phải là thế chưa? Anh rảnh quá ha. Đừng có khinh thường. Nè, cái mua ve chai này không phải như mấy cha là đi rao mà. Ai có đồng hồ cũ, mắt kiến cũ, hộp quẹt Zippo bể bọ gì bán hung. Không phải đâu. Chứ sao? Cái này là mua ve chai cao cấp. Mua ve chai mà cũng có cao cấp nữa hả anh ba? Ừ, có chứ sao không? Nè, biết không? Cái lu xanh. Sao? Cái lu xanh đựng nước mưa. Biết. Biết bao nhiêu không? Nhiều. Tên, 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 tên. Cái này bao nhiêu? 500. Cái này là bao nhiêu? 500. Hai cái là bao nhiêu? 1 triệu. Bán được 1 triệu đó. Cái gì? Cái lu xanh nhà anh bán 1 triệu. Ừ. Có nằm mơ không vậy anh ba? Đừng có thương ba đời này. Ba đời này làm á là làm chuyện lớn, chứ không làm chuyện nhỏ. Không như cái chuyện rùa tay đỏ. Đừng cười anh nghe nhỏ. Tôi thấy cái vụ này ngon cho nên tôi mới rủ chú làm ăn đó. Chú không làm thì thôi chứ làm gì dữ vậy. Mèn ơi, sao anh ba tự nhiên tốt với tôi quá vậy anh ba? Anh em mình mà, có phúc là cùng hưởng, có họa là cùng chia. Đừng có cái vụ mà lúc sinh tử hồn ai nấy giữ. Không có nên. Anh em mình đừng có chơi kiểu đó. Có phúc cùng hưởng thì được, nhưng mà miễn là đừng có quả cùng chia, giống như cái vụ rùa tay đỏ đó nghe. Nhắc hoài chuyện đó làm mất hứng à. Bây giờ tôi hỏi nè, tôi rủ làm ăn nè, có làm không? Thì con chào bác ba. Con hả? Đi đâu vậy? Đứng xích vô đây đi. Dạ. Lại đây, lại gần đây con. Dạ. Lại gần nữa đi. Cho bác nhìn cái coi. Gì mà? Bác thấy rồi. Cái gì vậy? Bác nhìn cái hũ. Mày giấu đi rồi bác nhìn cái gì? Đưa đây coi. Cái hũ, cái hũ, cái hũ. Ơi. Ôi, cái hũ. Ơi. Tại sao có tài sản lớn như vậy mà không biết hả Tư ếch? Ây da. Gì vậy anh ba? Ê, đừng có mở ra cái hũ mắm nó hôi rồi nè, anh mở ra làm chi anh ba? Cái này hôi hả? Cái này hôi hả? Nhưng mà cái này thơm. Xanh nè. Băng xanh nè. Sao? Cái này nè, cái lu nhà tôi á, 1 triệu. Thì cái bộ này á, bèo lắm, tệ lắm, cũng phải 500 mà nha.
đạp gì 500, giỡn chơi hoài anh ba. Nói vậy thì tao xỉa luôn nè. Không, không dám đâu nha anh ba. Gì vậy? Trời ơi, cái hũ sành này là của quý gia đình của tôi để lâu năm lắm rồi. Vậy thôi kỷ niệm luôn 1 triệu. Không được anh ba. Nè nhái, con đi cất cái hũ mắm này cho tía, nhanh. Nhưng mà... Dạ, vậy tí với ba ngồi chơi, con đi à. Ê, đi đâu, con đi đâu? Tía kêu con đem cái hũ này vô phía sau cất cho tía. Nhanh lên, cất kỹ nha. Trời ơi, cái hũ bình thường mà có gì đâu. Cho cũng không thèm nữa. Ê nè, cái chừng dấp té bể ngang. Dạ. Cẩn thận nghe con. Vậy là tin rồi phải không? Tôi hiểu rồi. Vậy là chịu hợp tác làm ăn với tôi rồi phải không? Ê, mà anh ba, mình có đủ anh hai hợp tác chung với tụi mình không? Ơ, đừng đủ giả. Sao vậy? Giả là không có thức thời đâu. Giả ông tin chuyện của mình rồi giả bàn ra bàn vô, xui. Tôi muốn để cho ông bất ngờ. Hai nay mình thắng lợi, hai nay mình giàu có, thì lúc bây giờ mới báo cho anh giả báo biết, chả biết giả không? Mới hết hồn. Vậy là chịu hợp tác làm ăn rồi phải không? Tôi với anh hợp tác làm ăn. Bây giờ mình bắt chước cái tụi trẻ, mình hợp tác với nhau cái coi. Oh yeah. Đây, tôi kịp phụ cho. Vũ. Ủa, anh Long. Đưa đây, đưa anh sách cho. Anh chờ em lâu không? Cũng hơi lâu, nãy giờ sốt ruột quá trời luôn. Ai kêu chờ làm chi? Nó nói về đến nơi người ta gọi rồi. Thì người ta muốn chờ. Thôi mày đi về đi, để tí má em chờ. Còn gì nữa, nãy giờ má em gọi quá chừng. Đi à? Đi thôi. Tự nhiên gặp Vũ ở Thoại Sơn, có duyên ghê ha. Vũ cũng ngờ anh Long về đó công tác. Mà anh Long về sợ lát bữa giờ có gì mới không? Thì chờ Vũ về mới có gì đó mới chứ. Anh có nhiều chuyện hay lắm, chờ Vũ về để bàn với Vũ. Ủa, Vũ? Ủa? Về rồi hả? Tôi mới về. Ủa, anh Long đi đâu mà đi chung với Vũ vậy? Thì nãy á, tình cờ đi chung đường, sẵn đi chung về luôn. Tình cờ gặp, hay lạ ha, chàng ra bến sông đón nàng về. Không có đâu. Thôi, anh Long về đi. Em đi về được rồi. Đi, đi về, em kể cho bạn nghe nhiều chuyện hay lắm. Đi. Anh Long. Nhái, em mới qua chơi hả? Dạ. Trời ơi, con trai thành phố như anh á mà cũng thích chăm sóc cây kiểng nữa hả? Anh đâu có biết chăm sóc gì đâu. Anh bê từ dưới đất lên đây thôi mà. Nhưng mà em cũng thấy giỏi nữa. Em qua đây chơi hay là có chuyện gì không? Bộ có chuyện gì mới được qua hả? Không có, ý anh không phải vậy đâu. Anh, có cái này tặng cho anh nè. Lấy đi đừng có ngại nhé. Trời ơi, sao đẹp quá vậy? Trời đất ơi, kỳ quá à. Ủa sao kỳ? Tự nhiên cái khen người ta làm ngại muốn chết. Công nhận cái hũ này đẹp thiệt luôn á nhái. Anh nói cái hũ này hả? Hả? Trời ơi, vậy mà cứ tưởng khen mình làm quê gần chết. Nhái, cái gì trong đây mà có mùi lạ quá vậy nhái? Dạ, ở trọng á là mắm linh châu đốc á anh. Ngon lắm nha, em tặng anh ăn á. Anh đâu biết ăn mắm đâu. Thì tập ăn đi. Nói nghe nè, muốn làm rể xứ này là phải biết ăn mắm á. Thiệt hả? Thiệt. Vậy thì anh tập ăn mới được. Vậy anh tập ăn nha, em đi về á. Anh biết rồi. Anh nhớ tập ăn mắm nha, mới làm rể xứ này được á. Anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều nha nhái. Dạ, không có gì. La 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 la.
vui lắm á tía. Còn bằng cơm đâu. Cơm nước cái gì? Con có thấy hũ mắm của tía đâu không? Ờ, cái hũ mắm Linh đó hả tía? Ờ. À, chi vậy tía? Hôm qua tía nói tía không thích mà, tự nhiên hôm nay tía hỏi tía kiếm chi? Trời đất ơi, hôm qua tía không thích mà bữa nay tía thích. Hôm nay tía thích thì đã muộn rồi. Hả? Là sao? Con cho người ta rồi tía. Trời ơi, cho ai? À, thì cho anh Long á. Trời đất ơi, sao mày tự nhiên đem hũ mắm của tía mày cho nó? Lấy về cho tía mau lên. Tía này kỳ cục. Tía, ai cho rồi mà đi đòi lại tía? Trời ơi trời, nhái sao mày da chai dữ vậy nhái? Tía, tía thích ăn mắm đúng không? Để có gì á, cuối tuần rồi cây dì Bảy đi về Châu Đốc á, rồi con có gì con nhờ dì Bảy mua cho tía một lu luôn. Tía ăn cũng được mà tía tắm cũng được luôn tía. Tắm cái đầu của mày á. Mày làm như tía mày ham ăn lắm vậy á. Tía cần á là cần cái hũ, chứ không phải cần mắm. Trời ơi, cái hũ xấu xí đó mà sao ai cũng quý hết trơn vậy? Sao? Ai quý? Thì anh Long đó. Anh thấy cái hũ đó hả, anh khoái còn hơn khoái con nữa. Trời ơi, vậy là cha bà đời nói đúng rồi. Nói đúng là đồ cổ thiệt rồi. Cái gì? Cái gì? Hũ mắm là đồ cổ hả tía? Cái hũ mắm là đồ cổ quý đó con ơi. Cô đi qua cô lấy lại cho tía đi. Thôi tía, kỳ lắm. Ai làm vậy? Con cho anh Long luôn rồi. Trời ơi là trời, đồ cổ đồ quý của tía mà mày lấy mày cho thằng Long. Mày đi qua lấy về cho tía, nhanh lên. Tía, tía yên tâm đi. Bây giờ con cho anh Long ha, rồi sau này cũng là của con à. Lúc đó con lấy về cho tía ha. Dạ. Trời ơi mày nói cái gì nhái? La hả? La la. Trời ơi, nhái ơi là nhái. Trời ơi trời, tới lúc đó là tía mày xuống lỗ rồi. Nghe nói thằng cha Tư ếch với lại ba đời á, mua ve chai mà giá cao lắm đó. Mua bao nhiêu mà giá cao dữ vậy? Thì bây giờ á, mình cứ qua bển mình bán thử đi. Nếu như mà bán được giá thì mình về mình gom hết mình đem qua mình bán. Để không thôi mai mốt giá rẻ là bỏ không ai mua đó. Ơi, chạy đi mấy bà ơi. Dạ, chào bà con. Chào bà. Ủa, bà con mình đi đâu mà sao giống dọn nhà quá vậy cô? Chàng ơi, cậu không hay gì hết hả? Ờ, dạ không. Nhà ông ba đời với Tư ếch thu mua ve chai giá cao đó. Nhà chú có gì đem qua bán luôn đi. Ve chai mà giá cao hả? Ve chai giá cao á, như dụ như là nồi niêu son chảo hay là sành sứ tùm lum á. Mùi đúng giá lắm hết đó. Ừ. Thôi đi nha chú Bình. Mời đi. Tôi đi nha. Sao lạ quá vậy ta? Cơ hội ngàn năm có một nè. Lu bảy, hũ bảy, nồi điêu son chảo bảy, rồi đem tới đây đổi lấy tiền nè. Nè nè nè, cái thùng của tôi. Chào anh ba. Cái này nhiều. Thùng đá 10 ngàn nha. Tính luôn cái này nghe. Hai cái này 10 ngàn hả? Trời ơi. Anh Tư. Nè nè, túi này nè. Thùng gạo đó, hậu đó. Thùng gạo hả? Còn cái lo này nữa, được bao nhiêu? 10 ngàn. Cảm ơn anh. Cái này cái gì? À, cái lo đó. Bằng thau hả? Được. Cho cái này 20 đi. Nè. Trời ơi, con chưa còn cái lu của tôi nè. Nè cái lu của tôi được nhiêu? Cái lu này được rồi nghe. Cái lu này á tôi mua 20. Có cái lu nữa. Ờ rồi, cảm ơn. Nói bà con mang lại bao nhiêu tôi mua. À khoan. Chú ba qua đây có lu xíu. Điểm đồ có cái gì tôi biết trả cho. Cái này mấy món? 5 món phải không? Coi như tính xa cả 100 ngàn. Chú thu mua ba cái ve chai này để làm cái gì? Ừ, cái gì có lời thì mình cứ buôn bán thôi. Tôi có cái mối. Còn cái này đó. Mua mấy cái đồ này được giá lắm đó. Mối hả? Nè, coi chừng mấy chú bị lừa rồi đó nha. Lừa sao được mà lừa. Cái mối này là chỗ Khánh Long, con của đại gia Khánh Vĩnh á. Làm sao bị lừa được? Khánh Long hả? Đúng rồi, Khánh Long á. Nè, bữa trước á, nó thấy cái lu của tôi để chỗ đó đó. Nó mua giá cao lắm. Nó mua xong là tôi mang cái lu khác ra để ngay đó liền đó. Để coi coi nó có mua nữa không. Nó nói là còn cái gì mà coi như là giống giống vậy là nó mua hết. Mua hết luôn. Tôi thấy cái đường này làm ăn được, cho nên tôi chia sẻ với bà con. Cậu Khánh Long, cậu mua mấy cái này để làm cái gì? Ai biết. Chắc có lợi cậu mới mua chứ. Cảm ơn bà con nha. Nè về kiếm đi, lục hết coi có gì đem ra nha. Tôi lục hết ở nhà có gì kiếm nữa. Đem hết qua. Về nhà không vậy hả? Để cho chật nhà chi. Đem hết qua đây tôi gom hết. Gom hết đồ bán thiệt.
Gom đi bà ơi. Hồi Long đi chơi hả con? Dạ chào mấy cô. Có nhiều gom hết. Hôm nay là tôi đem qua tôi thử thôi. Bữa sau tôi đem qua nhiều hơn nữa. Vậy em qua liền đi rồi thử cái gì mà thử. Ở Khánh Long kìa. Mối của tôi lại đây con. Dạ cô chào chú ba. Ngồi đây, ngồi đây. Dạ. Chú Tư. Long. Sáng giờ chú với chú ba chờ con qua nè. Nhà mình bữa nay có gì vui vậy chú ba? Sao con thấy đông người quá vậy? Chú với chú ba thu gom ve chai của bà con xã mình nè. Phó chủ tịch xã thấy tụi tôi làm ăn giỏi không? Trời ơi, vụ này mà tụi tôi làm ăn thắng á, là kinh tế xã của mình là lên liền. Anh Long, anh giải thích cho tôi nghe coi. Cái vụ này là sao? Ủa sao là sao? Anh làm cái gì mà anh thu gom mấy cái đồ này? Bộ anh tính mở tiệm thu gom đồ ve chai sắc dụng hả? Ủa tôi đâu có mua ve chai nào đâu. Hả? Mấy cái thứ này tôi đâu biết gì. Ủa? Cái này là chú ba với chú Tư mua. Tại vì Long nó nói á, cái gì giống y như vậy á là nó mua. Cho nên là chú thu gom lại để mà chờ ý kiến con đó. Ơi, không có lấy lời lấy lóm gì hết trơn á. Có thiệt là chú không lấy lời không? Thiệt mà, chòm xóm với nhau không mà. Ủa, nói vậy là anh Long mua hết những cái thứ này. Sao hồi nãy nó không có nè. Chú ba, chú hiểu lầm con rồi. Con đâu có nói là mua mấy cái này làm gì. Vậy là sao? Trời ơi, anh ba. Vậy là sao anh ba? Trời ơi, vô lý của tôi giờ tính sao? Từ từ nè con, rõ ràng là con nói với chú á là có ai có đồ giống vậy á là chú cứ thu gom mua hết mà. Dạ đúng rồi, con nói á là con mua cái lu giống cái lu mà hôm trước con mua của chú ở ngoài kia đó, chứ đâu phải là cái gì con cũng mua đâu. Trời ơi chết rồi anh ba. Anh nghe ba chó ba nhán sao anh nói là gom thu mua ve chai vậy ông nội? Anh Long, anh thu gom mấy cái đồ gốm đó để làm cái gì? Mà để cho bây giờ mấy chú hiểu lầm, bây giờ mọi chuyện á là tại anh hết á. Tôi mua gì là chuyện của tôi, pháp luật đâu có cấm, đúng không anh? Anh Long ơi, mấy cái đồ này chú mua đâu có khác gì với cái lu của chú đâu. Cái lu đó là thuộc loại gốm nổi tiếng của xứ Xẻo Lá mình. Trời ơi là trời, thiệt là xấu hổ cho nhà cho ba đời bà. Trời ơi, người ta mua đồ cổ, anh nỡ lòng nào anh nghe sao mà anh đi tôi mua ve chai. Rồi tôi bỏ vốn như một đống tiền đây là làm sao? Bình tĩnh đi chú. Sao không chịu nói sớm con? Trời ơi, con chỉ nhờ chú ba thấy ai có cái lu giống như cái lu của chú ba thì kêu con. Hoặc là đồ gớm tương tự như vậy. Tự nhiên chú lại gom hết mấy cái thứ này để làm gì? Bộ anh định thu gom hết đồ gớm của Xẻo Lá này à? Thì tôi mua những gì tôi cần thôi. Bộ xã cấm tôi đi mua đồ cổ hả? Thì không có cấm. Nhưng mà nếu như mà anh mua số lượng nhiều như vậy á thì không có được. Tại sao lại không được? Mục đích của anh là chuyện gì? Mục đích của tôi? Tôi không cần thiết phải nói với phó chủ tịch xã. Anh! Miễn tôi không phạm pháp là được rồi, đúng không? Chào anh. Dạ cô chào hai chú. Trời ơi trời, bây giờ sao đây trời? Trời ơi, cái đống đồ này tôi làm sao đây? Tiền vốn tôi bỏ vô đây hết rồi, bây giờ làm sao? Trời ơi. Thôi bây giờ con thấy như vậy, hai chú mở ra một cái tiệm thu mua ve chai đi. Thôi con xin phép hai chú con về. Con đi qua nhà chú hai một chút. Trời ơi. Ba đời là ba đời, ông hại tôi rồi. Trời ơi, bây giờ làm sao? Ôm nguyên cái đống ve chai này giờ làm gì? Bằng xanh nè chú Tư. Sảnh sướng gì đó ông nội. Mắc cười thiệt chứ. Anh hai. Hả? Chọc quê tụi tôi hả? Chứ còn gì nữa. Ai đời da đầu còn dái. Chú nghĩ sao? Thằng khùng nó đi mua ve chai mà nó mua giá cao trên trời vậy đó hả? Tưởng mấy đại gia thì chơi ngông mua chứ ai biết. Tại anh nghe ba chốt ba nhắn, làm hại tới tôi mất thêm mớ tiền à. Ba Nam Hồng ba chửi tôi túi bụi luôn à. Đã mất tiền rồi còn bị nhục nữa. Hai chú thiệt là
ba cái khôn ngoan chắc dành hết cho tôi hay sao? Tôi chỉ nghe người ta nói thôi là tôi đã hiểu rồi. Thằng Long nó mua là mua đồ cổ, mua lu, mua chậu, phải là đồ gốm cổ nó mới mua. Ai đời thu gom ba cái linh tinh đó mà đòi giá cao. Thôi mà, đừng có cứa vô nỗi đau của tôi nữa. Mà cậu Long này, con thấy kỳ kỳ nha chú. Ủa, kỳ sao? Mấy chú thử nghĩ coi, cậu Long á, ở đâu tới đây? Rồi bây giờ á, mạnh dạn thu mua đồ gốm, đồ cổ nữa, mà mua giá cao nữa. Con thấy cái chuyện này là không có ổn. Không ổn sao? Con sợ rồi đây, xẻo lá của mình sẽ bị chảy máu đồ cổ. Đồ cổ mà cũng chảy máu hả mày? Không phải. Ý con nói là đồ cổ ở xẻo lá mình nè sẽ bị thu mua, rồi bán đi nơi khác. Như vậy là đồ cổ sẽ theo cái đường đó chảy hết ra ngoài, mai mốt sẽ không còn tồn tại đồ cổ ở xẻo lá mình nữa. Chà, cái vụ này nghiêm trọng à nghe. Ý cậu nói thằng Long nó là đầu nậu, thu gom ba đồ cổ bán ra ngoài hả? Dạ, cái này á con chỉ mới nghi ngờ thôi. Mà bây giờ á, nếu mà đúng như vậy á, thì xẻo lá của mình sẽ bị thất thoát tài sản văn hóa. Cho nên con sẽ theo dõi vụ này. Con sẽ theo dõi coi là nhất cử nhất động của cậu này như thế nào. Được rồi, tôi cũng sẽ để ý giúp cậu. Dạ. Tôi cũng cương quyết không để cho xẻo lá mình mất mát một món đồ cổ nào. Ờ, thôi nghe, tôi không có tham gia cái vụ này đâu. Tham gia vô thấy đụng chạm vô nỗi đau cũ. Tôi cũng không tham gia đâu nha. Đừng có nhắc đồ cổ trước mặt tôi à. Tôi quê cái vụ này lắm rồi à. Ai biểu? Cái bệnh ham lợi, ham tiền trước mắt là vậy. Ông Hai Lúa. Ông Hai Lúa. Gì? Hôm nay mận đám ôn gì mà tự nhiên đem ba cái đồ cổ lai hy ra chùi vậy? Cổ lai hy vậy chứ quý lắm à. Tự nhiên ba đời Dương Tư Ếch không biết đồ cổ. Tôi mắc cười quá. Tự nhiên nhớ nhà mình có mấy cái bình cổ, đem ra chùi cho nó đỡ nhớ. Nhớ gì? Nhớ thời vàng son, lúc tôi còn làm ba đồ gốm nè. Lau chùi cho nó đỡ nhớ vậy thôi. Thời quanh liệt nãy còn đâu nữa. Dạ con chào hai bác. Đã hết rồi. Con chào hai bác. Ủa, vô nhà chơi. Dạ. Vô vô đi bà. Dạ. Sao lâu nay đi đâu mà không thấy? Dạ, tại con có việc ở Sài Gòn. Con đi gấp quá, cho nên con chưa chào hai bác. Ủa, vậy hen. Dạ. Ngồi, ngồi ghế đi. Dạ, con cảm ơn bác. Uống nước nha. Dạ, con có hũ mắm linh. Con nghe bảy cò nói mắm linh mà chấm với lại bần á là ngon lắm đó bác. Nên con gửi cho mấy chị em ăn. Trời ơi, tới chơi là được rồi, bày đặt làm khách biếu sáng chi không biết nữa. Nhưng mà nói nghe, cả nhà này ai cũng mê ăn mắm linh hết á. Tụi nó đi ruộng sắp về rồi đó. Uống nước nha. Dạ, con cảm ơn bác. Bác hai, mấy cái bình này đẹp quá. Là đồ cổ đúng không bác hai? Tôi biết rồi, đồ của tôi, không lẽ tôi không biết? Mà mấy cái bình này ở đâu bác có vậy? Con tìm lâu lắm rồi mà không có thấy. Làm sao mà cậu tìm được? Đồ này là đồ gia truyền của nhà tôi đó. Ư, cô chừng chạy. Cái này không phải ai đụng tới cũng được đâu nghe. Dạ. Cái ông này, làm gì thấy ghê vậy? Nè, cậu Long á cũng là người biết chơi đồ cổ á nghe. Mấy đứa trẻ bây giờ chỉ có học đòi thôi chứ, làm gì mới biết chơi ba cái đồ gốm, đồ cổ này được. Ông này ăn nói à. Ờ, cậu Long này nghe. Dạ. Tôi nói cho nghe, nhìn thấy cậu á, tôi thấy quen dữ lắm. Hồi mới bước vô, nhìn thấy một cái là tôi biết liền á nha. Mà không kịp nói, giờ có dịp mới nói ra nè. Vậy hả bác? Ờ, hèn gì. Ờ, tụi nó về rồi nè. Ủa, anh Khánh Long. Ủa, tới lâu chưa anh? À, anh cũng mới tới rồi em. Dạ. Nè, cho cái hũ mắm linh nữa nè. Trời ơi, cái món mắm này hả, chấm với trái bần là số dánh nhà anh. Anh Long. Hả? Bây giờ mình ra ngoài bờ sông á, hái bần luôn đi anh. Hôm nay em cho anh thưởng thức món đặc sản của xẻo lá nha. Anh không biết ăn á, thì anh tập ăn đi. Muốn làm rễ xứ này á, là phải biết ăn mắm á nha. Vậy cho anh đi với. Thưa hai bác,
cho con đi với mấy em. Thì con cứ đi cho nó vui. Vậy thôi anh Long đi tụi nó đi. Em phải ở nhà nấu cơm nữa. Trời ơi, chị không đi sao được. Chị là nhân vật chính mà. Không có chị thì sao tụi em được ăn mắm, phải không anh Khánh Long? Dạ. Thôi không sao đâu, bác có nồi cơm mà, con cứ đi với em với cậu Long này đi, để má ở nhà má nấu được rồi. Hả? À, tám tàng đâu rồi bé con? Sao con kêu đi chung cho vui? Nó lên Sài Gòn chơi với Khổng Minh rồi anh ơi. Thằng vậy mà sướng ha. Được tí má thương cho đi Sài Gòn chơi. Thương cái gì mà thương? Tao lên tao lôi đầu nó về bây giờ đó. Ở đâu mà thương? Thôi, con ra bờ sông hái à. À, thôi đi con. Dạ, thưa hai bác con đi. À. Ai mà lấy được người vợ đảm đang như mình á, là người chồng hạnh phúc nhất thế gian luôn đó. Nhái ơi. Gì vậy? Dạ nói nghe nè. Lẹ đi. Trời ơi, la sầm mà. Nói nghe nè. Gì mà kêu sầm vậy hả? Định làm gì đó, Đi vô. Đứng lại. Nghĩ sao nhà không có ai, có một mình con gái khuê nữ như tôi ở nhà, định vô nhà làm gì hả? Qua đây chi vậy? À quên nữa, còn qua ngủ nháy, đi hái bần á. Đi hái bần đi hả? Đi không? Rảnh quá ha. Vui lắm á, có chuyện nhú nữa. Nhú nữa hả? Ừ. Kệ chứ. Anh Khánh Long. Có anh Long nữa hả? Đi liền. Đi. Ê, khoan. Sao vậy? Đợi chút nha. Làm gì? Thái độ. Lẹ lẹ nghe. Chị sao ơi? Đợi em nhé. À, mày cò tới kìa. Như trễ quá vậy. Mệt quá. Đợi bà này. Anh Long, hôm nay em mặc cái gì tai này, anh có thích không? Nhái là khỏi nói rồi. Nhái mặt cái gì cũng đẹp hết trơn á, lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Tôi hỏi anh Long chứ bộ. Bé anh, cái hũ mắm em tặng cho anh, sao bây giờ anh tặng cho người ta? Thì tại vì anh ăn không hết cho nên anh chia cho mọi người ăn chung, đúng không? Anh thôi đừng có giận nữa, mọi người đi xuống nhanh nhanh, không thôi trễ đó nha. Anh quá đáng lắm, em không thèm. Nhái. Nhái. Ê, có giờ sao? Giờ mày về mày đi. Thôi ăn mắm đi. Ủa anh Long, em nghe đồn là anh là nhà sưu tầm đồ cổ hả anh Long? Anh có sưu tập cái gì đâu, anh chỉ tìm những sản phẩm gốm cúc hoa ngày xưa thôi. Làng gốm cúc hoa anh? Đúng rồi. Đó là làng gốm rất nổi tiếng vào ngày xưa. Sản phẩm gốm cúc hoa rất đẹp và nổi tiếng khắp nơi. Sau đó không biết vì sao mà làng gốm lại thất bại. Rồi nghề gốm thất truyền, sản phẩm cúc hoa chỉ còn rải rác khắp nơi thôi. Nhiều khi chủ nhân của sản phẩm này cũng không biết được giá trị của nó. Anh thì đang có ý định khôi phục lại nghề gốm cúc hoa của mình. Công nhận anh Long là người lớn, làm toàn chuyện lớn không ha. Mà nói thiệt nghe, nãy giờ anh nói gì vậy? Em hiểu vậy. Từ từ mai mốt mấy em sẽ biết. Và mấy em sẽ góp sức cho dự án này của anh mà. Anh giỡn hoài, tụi em biết gì đâu, tụi em làm. Được chứ, sẽ có việc cho mấy đứa đó. Thiệt hả anh? Anh hứa rồi nha. Mà mai mốt cho em làm cái gì nó quay xíu nha. Còn làm nghệ nhân là quay nhất xứ rồi còn gì nữa. Đã quá. Em quyết định rồi, em sẽ dẫn anh về gặp tí em. Khoan đi, để từ từ. Để về nói chía má coi ngày lành tháng tốt, dẫn anh Long qua chứ. Cái gì vậy? Tao chọi hũ mắm với mặt bây giờ. Nói gì vậy hả? Kêu là gặp tía để nói về chuyện xây dựng làng gốm chứ bộ. Chị làm em mừng hột à. Nói gì vậy? Không phải, hết hồn. Thiệt vậy hả Nhú? Hồi sáng này anh đã nói chuyện với bác hai về chuyện mấy bình gốm đó. Thật ra thì em nghĩ là anh nên gặp trực tiếp tía em để trao đổi về việc muốn xây dựng lại làng gốm cúc hoa. Bởi vì tía em cũng chính là một nghệ nhân làng gốm cúc hoa ngày xưa. Thiệt hả Nhú? Thiệt mà. Thật ra thì hồi đó là bắt đầu từ ông nội em, sau đó thì ông nội truyền nghề cho tía em, rồi đến khi mà làng gốm giải thể thì tía em cũng không làm gốm nữa. Nhưng mà em biết tía em vẫn còn yêu nghề lắm. Vậy thì tốt quá rồi. Anh mong là bác hai có thể giúp cho dự án của anh thành công. Chuyện đó thì anh Long yên tâm đi.
Tôi thấy ý tưởng của anh hay lắm á. Ý tưởng gì anh? Thì ý tưởng khôi phục lại làng gốm Cúc Hoa ở Sẹo Lá đó. Bây giờ nếu như làng gốm Cúc Hoa được khôi phục thì sẽ tạo một nét văn hóa mới cho Sẹo Lá mình, rồi thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho bà con mình ở đây. Nhưng mà sao anh? Tôi thấy nó không khả thi. Tại sao anh nghĩ là không khả thi? Tại vì làng gốm Cúc Hoa đã từng phát triển mạnh rồi lụi tàn. Anh cũng biết điều đó mà. Bây giờ anh có một mình, sao anh khôi phục được? Tôi thấy là anh hơi bị ảo tưởng á. Tôi chẳng có gì ảo tưởng hết. Tôi làm đều có cơ sở. Tôi không cần biết. Anh làm sao cũng được. Tôi đã nhắc nhở anh một lần rồi. Làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng tới bà con ở đây. Nếu không á, tôi không để anh yên đâu. Anh đang dọa tôi đó hả? Tôi không dọa anh. Tôi đang nói chuyện rất là nghiêm túc. Tôi chỉ nhắc nhở anh vậy thôi. Chào anh. Cậu có làm mơ hay không mà bàn cái chuyện khó còn hơn lên trời vậy? Dạ, sao bác hai lại nói như vậy? Cậu còn trẻ người non dạ, nghĩ mọi chuyện nó dễ dàng, chứ thật ra nó không có dễ vậy đâu. Dạ thưa bác hai, con cũng tính hết rồi. Con đang tìm hiểu nghệ thuật làm gốm, rồi con tìm những cái sản phẩm của làng gốm Cúc Hoa mình để con khôi phục lại. Nói thì dễ lắm, nhưng mà làm nó không có dễ vậy đâu cậu ơi. Thôi đừng có nói với tôi cái chuyện này nữa, nó không phải là cái chuyện đùa đâu. Ông, để cho cậu nói đi, lắng nghe coi làm sao. Nhưng mà cái chuyện này tôi biết không có khả thi chút nào hết á. Nghĩ sao ba cái đồ gốm nó đồ sộ, nó quy mô vậy mà nó còn sụp đổ. Bây giờ một đứa con nít mới mở mắt ra mà đồ khôi phục lại là khôi phục sao? Cậu dựa vô cái chỗ nào mà cậu đồ khôi phục hả? Con tin con sẽ làm được. Nhưng mà tôi không tin. Cậu tin cậu cứ làm đi. Thật ra ý tưởng này cũng không phải của một mình con, mà là tâm huyết cả cuộc đời của ba con. Ý cậu nói ba cậu là ông Khánh Vĩnh đó hả? Dạ. Thì ba con cũng là người Sẹo Lá mà bác hai. Ba con rời Sẹo Lá lúc còn trẻ. Lúc đó làng gốm Cúc Hoa của mình thì đã đi xuống. Chắc vì vậy mà ba con muốn khôi phục lại làng gốm. Cho nên lần này con về quê là đi tìm Tràm trước, rồi ba con về đầu tư xây dựng lại làng gốm. Có lẽ là ba cậu cũng cùng thế hệ với tôi. Dạ đúng rồi đó bác. Không chừng hồi xưa bác hai với lại ba con làm chung một lò gốm luôn. Không, tôi không có quen với ông Khánh Vĩnh nữa đó. Nhưng mà ba cậu có tâm huyết vậy, thật sự là cũng quý lắm. Vậy là bác hai đồng ý giúp ba con. Ai nói à? Tôi mới suy nghĩ coi sao thôi. Thôi về đi. Bữa nào ba cậu về á, dẫn qua đây gặp tôi nói chuyện rồi tính. Dạ, gặp bác hai chắc ba con mừng lắm. Con sẽ nói ba con thu xếp để xuống nói chuyện với bác hai sớm. Con cảm ơn bác hai nhiều. Khoan à nha, tôi chưa có hứa với ai à. Đừng có vội cảm ơn sớm. Ổng. Dạ, bác hai nhận lời gặp ba con là con vui rồi. Vậy đi, chừng nào xong rồi tính. Dạ, con cảm ơn bác. Kính thưa tất cả bà con, hôm nay tôi xin long trọng tuyên bố lễ khánh thành cây cầu Sẹo Lá xin được bắt đầu. Để có cây cầu Sẹo Lá này, đó là cả một sự đóng góp của tất cả bà con ở đây, về tiền bạc, vật chất lẫn tinh thần. Tôi thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả bà con, và đặc biệt là sự đóng góp của chú Hai Lúa, chú Ba Đời và chú Tư Ếch. Một tràng pháo tay. Bây giờ xin mời chú Hai Lúa phát biểu vài lời với bà con. Mời chú Hai. Dạ kính thưa bà con, tôi là Hai Lúa, không có quen nói nhiều. Nói ngắn gọn dễ hiểu, tôi chỉ nói một câu thôi. Làm xong cái cầu này rồi, tôi mừng dữ lắm, bà con cũng mừng khi Sẹo Lá chúng ta có được cái cầu thép dây văng. Vỗ tay. Trời ơi, phát biểu gì cũng phát biểu, để tôi phát biểu là ngon lành rồi. Trời ơi, Lúa làm gì cũng lúa trơn á, nói gì mà cũng lúa nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt băng khánh thành cây cầu mới. Mời mời tất cả bà con qua cầu đi. Bà con qua cầu. Mời bà con.
chất lượng luôn rồi. Bữa nay vui thiệt nha. Cuối cùng bà con xéo lá mình có được cây cầu để đi. Vui chứ sao không vui. Nè. Hả? Bữa nay tôi thấy ông á, bảnh dữ lắm á nha. Bảnh là bảnh sao? Bà thấy bữa nay tôi phát biểu gì được không? Gì hả? Có gì nói đại đi. Cười kiểu đó người ta quê nha. Ông nè, nói chuyện như vừa đục chấm mắm nêm vậy à? Kệ tôi. Có sao tôi nói vậy? Hai lúa phát biểu kiểu đó là cha người ta. Bà tố nghệ chỉ có cái nước chê chồng không à? Tôi chê hồi nào đâu mà chê. Tôi nói vậy thôi à. Mình là nhà quê, có sao nói vậy là ngon ăn rồi. Không được. Dạ thưa bác, cái chuyện làm gốm cũng không được luôn. Sao mỗi lần mình gặp ba nhú là mình nói chuyện lắp bắp, sao kỳ vậy ta? Hả? Ai mà giống anh Long vậy ta? Đúng anh rồi. Ba con mà gặp một người giỏi như bác hai, chắc ba con mừng lắm. Từ từ để gặp đã. Chuyện gì cũng đừng nói trước, từ từ nó tới à. Dạ. Ba con cũng là người quen biết thôi mà. Có gì ngày mai ba con mà tới đây á, thì mình sẽ bàn kỹ hơn ha. Dạ. Nè con à, nói thằng cò với thằng tàn nhốt con gà lại ha, để dành để ngày mai đãi ba thằng Long đây ha. Dạ. Dạ con cảm ơn bác. Dạ. Nói chuyện nghe thân mật quá. Làm như quen biết nhau từ kiếp nào vậy? Dạ thưa hai bác, con có chút chuyện muốn nói với nhú một tí. Hai bác cho con nói chuyện riêng với nhú. Có chuyện gì nói đại đây luôn đi, riêng tư gì nữa. Ông này. Dạ. Tự nhiên biểu nói chung sao được. Tụi nhỏ thấy kệ nó đi mà. Dạ. Dạ con cảm ơn. Trời hết hồn ha. Bộ làm chuyện gì mờ ám sao mà hết hồn? Ai mờ ám? Bà mới mờ ám đó. Xuất hiện như ma vậy. Nè, anh Long qua nhà nhú làm gì vậy? Làm gì đâu,
thì anh thưa chuyển tía tôi á là sắp tới anh sẽ mở lò gốm, rồi cái nhờ tôi nè làm người hướng dẫn cho thợ của ảnh. Nghe nói là ngày mai á anh dẫn tía của ảnh qua gặp tía tôi á. Ờ, thiệt vậy hả? Ừ. Ờ, vậy rồi lúc ảnh về anh nói nhỏ nhỏ gì vô lỗ tai nhú vậy? Sao biết? Bà theo dõi tôi phải không? Tôi hỏi thì trả lời đi. Không, không thích trả lời á, đi vô nấu cơm. Ờ, nhú. Không có chuyện gì mà nói chuyện vui vẻ vậy hả? Tại tía hết đó, còn biết đâu tía làm sao làm. Bữa nay mày sao vậy nhái? Khi không mày đi đâu về cái mày nằm giả với tía mày làm sao? Có chuyện gì á từ từ nói. Con gái con lứa gì lớn rồi mà cứ nhảy cẩn lên như con nít gì kỳ cục hả? Tại tía, ai biểu tía không biết làm gốm gì? Trời đất, tự nhiên tía biết làm gốm chi? Tía mà biết làm gốm á là con có cơ hội rồi. Cơ hội gì? Sao cô nói gì càng lúc tía càng không hiểu vậy? Còn á, nghe nói là ngày mai ba của anh Long về đây nè. Cha Khánh Vĩnh đó hả? Rồi sao? Mà nghe nói bác về bác mở lò gốm, mời bác Hai Lúa ở đây làm thợ chính nè, rồi truyền nghề cho các thợ gốm ở Xẻo Lá đó. Thì sao? Liên quan gì tới tía mày? Ờ, liên quan gì tía mày? Nếu mà tía biết làm gốm á thì bác Vĩnh đã mời tía rồi. Thì sao? Thì lúc đó con có cơ hội gần với anh Long hơn. À, thì ra là vậy. Nhái ơi, mày hết chuyện rồi hả nhái? Ta hỏi mày, thằng Long nó có cái gì hay mà mày mê nó dữ vậy nhái? Ý con phải là như vậy. Con sao? Á là con đang nghĩ cho tía nè má. Tía không biết hả? Ba anh Long là đại gia đó, về đây làm lò gốm, mời bác Hai làm thợ chính ha, chắc chắn là trả tiền lương cao lắm luôn á tía. Tiếc là tiếc cho tía thôi. Ờ ha, con nhái nó nói có lý á bà. Nghe thằng cha Khánh Vĩnh này cha sộp lắm nè. Vậy hả? Sao cái gì mà cha Hai Lúa này cha cũng hớt tay trên của mình hết trơn vậy bà? Thì bởi vậy con mới nói là con tiếc cho tía. Nhưng mà chưa có gì là muộn đâu tía. Hả? Chưa muộn là sao con? Cái gì mình chưa biết á thì mình học, cái gì mình chưa làm được á thì mình làm cho biết. Nhưng mà cha Khinh Vĩnh nói cha nhắm Hai Lúa rồi, còn đâu? Cái gì cũng có thể thay đổi được hết. Thay đổi sao mày nói tiếng nghe coi. Tao đập mày thấy tía mày giờ, mày làm gì tao chó mày búng tay mày. Con quên, con hay nói với mấy đứa bạn con á. Tía, nó nghe nè, nó nghe nè. Sao? Nè, tía con bay làm gì mà có gì bí mật dữ vậy? Đừng có làm cái chuyện rùi bu kiến đầu rồi cho thiên hạ nó cười nghe không? Mau xuống bếp phụ má nấu cơm nè. Chân con đau mà má. Đau chân chứ đâu có đau tay. Lẹ lên. Tía, tía thấy được không? Hả? Dạ, cho hỏi thăm. Có... Đi tiếp, để lên, để lên. Phải xe này của anh Khánh Vĩnh không vậy? À, đúng rồi. Dạ, tôi là... Dạ, tôi là Khánh Vĩnh đây. Dạ, chào anh Khánh Vĩnh. Dạ, chào anh. Dạ, dạ, con chào bác. Bác là tía của anh Long hả bác? Đúng vậy. À, thằng Khánh Long là con của tôi. Vậy còn hai người là... Dạ, con là bạn thân của anh Long á. Anh Long qua nhà tía má con ăn cơm hoài à. Vậy anh là anh Hai phải không? Dạ. Còn đây là cháu tên Nhú hả? À, dạ không phải. Dạ dạ đúng rồi đúng rồi. Con là Nhú. À, tôi Hai. Dạ, tôi dạ. Hai tôi Hai. À, hôm nay anh Long biết bác về đây nhưng mà ảnh lại bận đi công chuyện nên nhờ tía con với con đón bác về nhà con ăn cơm rồi có gì mình bàn công chuyện luôn. À vậy hả? Trời ơi, thằng Long này nó thiệt á. Nó hẹn tôi rồi nó bỏ đi đâu, nó không nhắn cho tôi biết nữa. Vậy nhà của anh với cháu ở đâu? Nhà à, dạ, của con kia. Đi thẳng rồi quẹo trái là tới rồi bác. À vậy sao? Vậy thôi mình đi về nhà ha. Ờ anh
ấy anh cho hai cha con tôi quá gian đi xe, chứ để anh xe chạy trước, tụi tôi đi bộ theo nó kỳ. Ai làm vậy? Mà lên xe, mà lên xe. Đi. Đi chứ tài xế. Con tôi. Quên. Xin lỗi. Đi tiếp, trời mát con tiếp. Con thích quá. Dạ tới nhà rồi, mời tính vô. Dạ con mời bác. Ba chuẩn bị ngồi nhậu với ba của bạn con. Được rồi, con vô trước đi. Mời anh Chính. Con mời bác ngồi. Giờ anh Chính ngồi đây. Cái tôi kêu con nhà gái của tôi anh nó xuống nó làm món gì đó, cái anh em mình lai rai nói chuyện. Tía, con hả? Chứ ai mày, không lẽ tía? Tôi kỳ quá, cái gì tía cũng kêu con làm hết trơn vậy? Trời đất ơi, mày nha. Mẹ mày hồi sáng đi qua nhà của Sáu Lửa dàn công rồi, giờ nhà của mình mày không lẽ tía? Tía. Dạ, thôi được rồi ông anh. Tôi ngồi uống nước, trò chuyện với ông anh là được rồi. Trời ơi, đâu có được anh Chính. Người ta nói là khách tới nhà không gà cũng vịt. Hả không? Rồi để tôi kêu con gái của tôi nó xuống nó làm cái gì, hai anh em mình lai rai nói chuyện vậy nó mới thông. Dạ, vậy thôi, tí với bác ngồi chơi, con xuống làm đồ ăn. Ừ, cảm ơn con. Anh hai. Dạ. Tôi nói anh đó. Dạ. Anh biết sao không? Thằng Long con tôi, nó nói về anh nhiều lắm. Anh là thợ chính thợ giỏi của làng gốm Cúc Qua này phải không? Đúng. Anh biết rồi đó. Cái dòng gốm Cúc Qua là dòng gốm nổi tiếng, mà bây giờ lại bị mai một như vậy. Dạ. Tôi tiếc quá. Dạ. Thôi thì cũng may là có anh. Dạ. Tôi mong rằng đám trẻ sẽ được anh truyền nghề lại. Thú thật với anh, tôi cố gắng đầu tư, mong làm sao để có những thợ lành nghề, thợ giỏi. Anh yên tâm đi, anh đầu tư vô chỗ này là đúng rồi. Dạ. Chắc chắn anh Chính sau này sẽ có lời dữ lắm. Anh hai à, tôi thì không có nghĩ đến chuyện lời lãi gì hết. Trước mắt á, tôi chỉ mong khôi phục lại cái nghề gốm. Dạ. Của xẻo lá quê mình. Và tôi mong là anh sẽ hợp tác với cha con tôi. Dạ, chắc chắn rồi anh Chính. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ hợp tác với anh. Cảm ơn anh nhiều. Anh Long. Vũ. Ủa, anh đứng đây làm chi vậy? Anh có hẹn. Anh có hẹn hả? Anh hẹn ai? Sao hình như thấy Vũ không có vui đúng không? Thôi nào, người ta đang bình thường, không vui gì nào. Bình thường sao mặt kỳ vậy? Anh nói giỡn thôi chứ anh hẹn ba anh ở đây. Đúng rồi, vừa bữa anh nói với em là hôm nay ba anh về quê nè. Ủa rồi, bác đâu rồi? Về chưa? Anh đợi ba anh ở đây nãy giờ nè. Ba anh nói là sẽ điện cho anh, nhưng mà không biết sao giờ này chưa tới nữa. Thôi để anh điện cho ba anh cái. Vậy điện cho bác đi, em về nghe. Khoan, vậy chị đứng ở đây chờ ba anh luôn đi. Chờ anh chị? Thì để gặp ba anh chứ chị. Thôi, em có biết bác đâu, tự nhiên đứng đây kỹ mồ. Em không biết ba anh nhưng mà ba anh biết em đó. Nha, đứng đợi anh đi. Dạ, cảm ơn dạ, anh. Dạ, con mời tí với bác. Dạ đây. Chà, bao nhiêu đây chắc nhậu tính chiều luôn quá. Dạ. Long hả con, ba đây. Thì ba đang ở nhà bạn con nè. Rồi. Hả? Sao? Bạn con đang đi với con hả? Ủa, vậy ba đang ở nhà này là bạn sao ta? Được rồi. Ba hiểu rồi. Được rồi. Có gì ba về liền. Được rồi. Ba về liền. Vậy hả? Anh hai ơi. Anh hai.
Tôi rớt đồ. Dạ dạ. À, anh hai à, hình như có một sự nhầm lẫn nào đó. Thôi thì tôi xin phép hai cha con để tôi được về. Còn cái bữa nhậu này để từ từ mình tính đi nha. Rồi bữa khác tôi sẽ mời lại anh. Đi ha. Chào anh. Anh Chính. Chào cháu chú về. Anh Chính. À. Bác. Bác ơi. Kỳ cục quá. Ngài. Dạ. Ngồi xuống. Sao kỳ vậy ta? Ba anh nói là hẹn gặp anh ở đây. Khi nào tới là sẽ điện cho anh mà. Nhưng mà không biết sao lại có ai đón ba anh, còn nói là bạn của anh nữa. À, còn giả danh là em nữa đó. Trời, giả danh làm em chi? Anh đâu có biết đâu. Kỳ vậy. Anh phải điều tra chuyện này mới được. À, bây giờ rảnh về nhà anh chơi đi. Trời đất ơi. Thôi, em về nấu cơm. Với lại em có biết ba anh đâu, qua kỳ lắm. Có gì đâu kỳ. Thôi. Vũ. Hả? Thôi em đi về cũng được. Nhưng mà hứa là giúp anh rồi đó nha. Biết rồi. Dạ, rượu nè tía. Dạ. Uống. Ai cho mày uống? Tức ơi là tức à? Tức gì? Cũng tại tía thôi. Tía có biết á là con phải suy nghĩ nát óc cả đêm á mới lập ra mua ghế này không? Vậy mà tía không biết cách giữ khách gì hết trơn. Giữ cái đầu của con á. Bài mưu bài kế kiểu gì không biết bể cho cái đầu à. Lỡ hai lúa biết được chuyện này á là ông cười thúi đầu cha con mình luôn à. Kế với mù kiểu gì không biết nữa. Đoán đầu. Dạ. Khánh Long à, ba thấy cái chuyện mà con trang trí từ trong nhà ra tới ngoài sân rất là hợp với ý ba đó. Dạ. À, sao ba? Ba thấy hai cha con mình cũng cùng gu với nhau đó. Thì con cũng làm theo ý ba thôi. À, con chỉ thay đổi một vài thứ trong nhà mình thôi mà. Để con. Ba cũng thiệt tình, tới sớm không gọi cho con. Tự nhiên ba đi theo ai vậy? Thì ba có biết gì đâu. Nghe nói là bạn của con tới đón ba, thì ba tưởng thiệt. Sao kỳ vậy ta? Mà ba phải gọi cho con chứ, lỡ người ta bắt cóc ba sao? Ba già rồi, ai mà bắt cóc. Mà tại vì về quê thoải mái quá cho nên ba cũng không dè chừng ai hết. À, mà hai cha con này cũng vui tính lắm. Chắc là rảnh nên bài trò vẫn chơi với ba, chứ lường gạt ba được cái gì. Ai vậy ta? Bác hai thì hẹn là ngày mai để gặp rồi. Còn Nhú thì đi chung với con. Ủa vậy rồi, cuối cùng thì ba gặp ai? Ba cũng đâu có biết. Nghe nói về chuyện làng gốm này nọ, rồi đứa con gái nói là chơi thân với con, thì ba tưởng đó là gia đình mà con định giới thiệu cho ba gặp. Thôi kệ đi ba, chuyện đó để con tìm hiểu sao. Ừ. À, còn cái chuyện làm gốm con tính sao đây? Quan trọng nhất á là mình phải mời bằng được những người thợ cũ của làng gốm Cúc qua về làm. Dạ con biết rồi mà, cho nên con mới sắp xếp để ba với con qua gặp bác hai ngày mai đó. Ba, bác hai ngày xưa là thợ giỏi nhất của làng mình đó ba. Vậy à. Rồi, vậy ngày mai hai cha con mình tới đó để nói chuyện. Ba hy vọng là cái vụ hợp tác này sẽ thành công, thì mình mới tính được cái chuyện này nọ tiếp theo được. Dạ, ba yên tâm đi, con lo được mà. Khánh Long nè. Dạ. Con về đây mấy tháng rồi, con có biết ai tên là... Tên gì ba? À mà thôi, con rót cho ba miếng nước trà nữa đi. Ba thấy làng xóm mình khác trước nhiều không ba? Khác nhiều chứ. Vật đổi sao dời, mà cả người xưa nữa cũng không tìm thấy. Chút nữa đó ba, mình đi lên bên kia
Rồi xong mình đi ghe lên thị xã nha ba. Ủa con nè, ba nhớ làng quê của mình đã xây cầu rồi. Dạ. Tại sao ba con mình không đi xe mà lại đi ghe vậy? Dạ thì lâu lâu mình đi ghe cho nó thú vị ba. Ba thấy không giống cái tánh lãng mạn của ba ngày xưa rồi đó. Nhưng mà coi chừng nghe, lãng mạn quá coi chừng khổ nghe con. Dạ. Dạ. Nhú. Dạ chào bác, chào anh. Ba, đây là Nhú, bạn con. Bác chào con. Dạ, con chào bác ạ. Bữa nay con nhờ Nhú chở hai cha con mình lên thị xã đó ba. Ba con mình đi xe được rồi, con nhờ Nhú chèo ghe làm chi cho nó cực. Dạ, không có gì đâu bác, tại ngày nào con cũng chèo ghe hết cho nên không có cực đâu ạ. Nè con, làng quê của mình đã xây cầu rồi, sao mình không đi xe mà con lại chèo ghe vậy? Dạ, thì tại lúc trước chưa có cầu, ngày nào con cũng chèo ghe hết. Bây giờ có cầu rồi, đúng là đi xe thì đỡ cực hơn. Nhưng mà lâu lâu thấy nhớ thì cũng lấy ghe ra chèo vậy đó. À, Nhú nhớ nữa hả? Tưởng đâu là Nhú quên rồi chứ. Nhớ gì? Ta nhớ ghe chứ bộ. Thì anh cũng đâu nói gì Nhú đâu. Hai đứa nói bà không hiểu gì hết. Thôi mình đi luôn cho Nhú. Dạ, đi được rồi. Bác với anh cứ xuống ghe trước đi, con về nhà cất đồ rồi con ra liền. Bác dạ. Đi trước nghe. Dạ bác đi trước. Mình đi ba. Bác thấy vui không bác? Ba đang có chuyện gì mà con thấy ba có nhiều tâm sự quá vậy? Đâu có tâm sự gì đâu con. Chẳng qua là ba về lại làng quê nên ba nhớ lại chuyện ngày xưa đó mà. Dạ. Ủa con. Dạ con chào thím. Đi đâu vậy con? Dạ con dẫn ba con đi vòng vòng chơi, tại ba con mới ở Sài Gòn về. Vậy hả? Dạ chào chị. Trời ơi, đúng là cha nào con nấy nó đẹp lịch lãm quá trời luôn vậy đó. Dạ thưa chị. Dạ. Tôi tên là Khánh Vĩnh, mà ngày xưa bà con ở đây thường gọi tôi là Chính Gạo. Dạ em là Đó Hồng. Ủa con nhớ thím tên là Năm mà. Năm là danh thứ thôi. Chứ thật ra tên trong khai sinh lý lịch á, thím là Đó Hồng. Dạ, Đó dạ, Hồng nó đẹp. Bộ anh tính về cái xẻo lái này ở luôn hay sao vậy? Mà thấy anh xây sửa nhà cửa đồ khang trang đẹp quá trời đẹp vậy anh. Dạ tôi cũng tính vậy đó chị. Tôi cũng định về quê, do đó để cho thằng Long nó về trước để mà chăm sóc nhà cửa. Rồi con, bữa nào á rảnh á thì dắt ba con qua nhà thím chơi nghe không con? Trước sau gì cũng láng giềng không à. Cảm ơn chị. Dạ. Rảnh tôi sẽ ghé thăm bà con. Tôi cũng mới về, chắc cũng nhờ bà con giúp đỡ nhiều lắm. Thiệt. Nghe cái người thành phố nói chuyện, cái giọng nó thánh thót. Dạ thôi con chào thím, con với ba con đi công việc một chút. Đi hả? Dạ. Vậy về dạ, hả? Dạ chào chị. Anh. Mình đi ba. Thấy anh sao? Thiệt. Người đâu mà đẹp lạ đẹp lùng gì không biết. Tôi hỏi anh Tức không? Bớt nóng đi. Làm cái gì mà đùng đùng đóng đóng lên vậy? Thím Tư có gì đâu. Anh hai nói gì mà vậy mà không có gì anh hai? Cái thứ gì đâu á mà cứ ra đường á là khen ngoài đường là sao? Ủa bộ chú ghen hả? Ghen gì anh hai? Nhưng mà tôi bực mình, tôi không thích.
Tôi hỏi anh à, cha nội Khánh Vĩnh nó có gì hay hả mà bà bốc lên tận trời á? Thiếm tư bốc cái gì ông Vĩnh? Thì bà nói cái gì đẹp trai nè, phong độ, rồi tử tế, rồi hậu qua phong nhã. Thiếm tư bữa nay buồn mật gấu hay sao trời, dám khen trai lạ vậy ta? Thì bởi mới nói anh hai. Bởi vì tức thiệt chứ. Thiếm tư khen ông Vĩnh toàn là những cái mà chồng mình không có không à, mới tức chứ. Ứa gan là đúng rồi. Anh nói gì vậy anh hai? Thằng cha Khánh Vĩnh nó có gì hơn tôi? Chỉ được cái miệng nói hay thôi à. Ủa chú gặp cha Khánh Vĩnh rồi hả? Chưa. Nhưng mà cái ngữ đó tôi đâu có lạ gì anh hai. Trời ơi, cái dân Sài Gòn mà chỉ được cái miệng nói dẻo quẹo à, chứ được gì đâu. Vậy là ghen rồi, chứ gì nữa không chịu ghen. Ôi ghen gì ghen anh hai, tôi khó chịu vậy thôi à. Thì đó, khó chịu là ghen đó. Tôi nói chú nghe nè, chú yếu bóng vía quá chú Tư à. Gặp tôi hả, còn lâu tôi mới thèm khó chịu. Chú coi nè, bà Tư mắng á, bà không ghen tôi thôi, đợi nào mà tôi ghen bà. Anh nói hay lắm, rồi tới lúc anh bị đi rồi anh biết. Tôi còn đang trông cho bà Tư mang bà chọc tôi thử coi tôi có ghen không cho biết. Thôi tôi về, chú tự xử vấn đề nóng bỏng nhà chú đi nha. Chứ tôi thấy tình hình này căng lắm à. Thiếm Tư thì sao mà dám bốc cái gì cũng Vĩnh vậy ta? Ghen, ghen. Ghen gì ghen? Ai thèm ghen? Bà Năm đâu? Năm! Bà Năm! Tôi nói với Tư Ếch á, bữa nào bà chọc cho tôi ghen thử bữa coi, để tôi biết cái hương vị, cái mùi ghen nó ra sao. Thôi ơi, ở không nói toàn chuyện tầm xàm. Tôi nghĩ tới cái chuyện mà ghen với bà, sao tôi mắc cười quá. Vậy thôi mình đừng có ghen, ai nói gì nói kệ anh ta, mình không có là thôi. Ăn cái gì mà sáng giờ cái bụng đau ngầm ngầm. Chết không? Vậy con uống thuốc đi. Nè có nặng không? Nói tôi đi bác sĩ nha. Dạ, nhà bác hai ở đây nè ba. Ờ, vậy hả? Dạ, con chào bác hai. Ủa? Ủa? Con. Tư. Anh Chính Gạo. Ủa? Sao bác hai biết tên thiệt của ba con vậy? Trời ơi, sao mà không biết, người ở trong xóm không mà. Tư khỏe không? Dạ, khỏe. Mời anh với cháu vô nhà. Mời anh. Dạ, dạ mời anh ngồi. Ba ngồi đi ba. Được rồi. Ông ơi. Ơi. Ông. Có anh Chính tới chơi nè. Biết rồi. Làm sao mà tôi không nhận ra được chứ. Chào anh hai. Dạ, mời anh uống nước. Uống nước đi con. Dạ. Chào anh hai. Không ngờ đại gia giấu mặt mà giấu luôn cả tên họ. Ai mà ngờ Khánh Vĩnh ngày nay lại là Chính Gạo ngày xưa. Tôi bỏ quê lên Sài Gòn làm ăn, thành ra phải lấy một cái tên mới để cho tiện giao dịch đó mà. Đúng rồi, cái xứ xẻo lá này, quê mùa, cái gì cũng xấu, cái gì cũng quê hết á. Dẹp hết cho rồi anh Chính ha. Đâu có anh hai, tôi xa quê mấy chục năm, nói chung là cái gì tôi cũng nhớ hết, nhớ không sót một cái gì. Nói vậy, chứ có cái nhớ được, có cái nhớ không được à nghe. Dạ. Anh hai vẫn vui tính như ngày xưa. À, tôi có nghe cháu Long nói, anh hai là thợ gốm của dòng gốm Cúc Qua. Không ngờ lại là anh hai lúa. Ai thì lạ chứ, anh thì tôi quá biết rồi. Ngày xưa anh là thợ gốm nổi tiếng của vùng xẻo lá này. Cảm ơn, cũng bình thường thôi à. Chứ đâu phải nhanh là đại gia Sài Gòn đâu. Đại gia gì anh ơi, mỗi người mỗi nghề, chẳng qua là kiếm sống thôi mà. Dạ thưa tía má, không có gì. Con. Dũng.
Chào bác. À, chào con. Sách nặng quá, để sách cho. Cảm ơn anh. Nhu, cái vỏ mày lớn mà sách không được hả? Nam nữ thọ thọ bất tương thân, ra sao bếp. Dạ. Thiệt là không ngờ nha, thằng Khánh Long nó là con trai của anh. Dạ. Vậy chứ má có về không hả con? Má thằng Long mất lâu rồi. Vậy hả? Tội không? Vậy là hai cha con giờ cứ sống nhau vậy hả? Tôi ở vậy nuôi con đến bây giờ. Trời ơi. Chuyện gia đình ta mất mớ tới bà hỏi kỹ vậy? Anh chính xa quê bao nhiêu năm, cũng hỏi một vài câu vậy mà. Cảm ơn anh hai. Cảm ơn cô Tư. Tôi vẫn bình thường. Về quê lần này, tôi muốn được hợp tác với anh để khôi phục lại làng gốm Cúc Qua. Nếu không thôi thì tiếc lắm anh à. Ủa, Cúc Qua nào? Tôi đâu phải là thợ làm gốm đâu. Tôi đâu biết nghề gốm, nghề ghê gì đâu. Chắc anh lộn người hay gì á. Ai chứ, anh hai tôi biết quá mà. Ngày đó anh là thợ chính, tay nghề anh nức tiếng ai mà không biết. Vậy đó hả? Ủa sao tôi không biết ta? Dạ bác hai, hôm trước bác đồng ý gặp ba con để bàn cái việc làm gốm mà bác hai. Bữa trước khác, bữa nay khác. Bữa nay nghỉ làm rồi, thôi vậy nha. Tôi còn đi ruộng nữa. Cô Tư, thôi mới ra sao cho heo ăn đi chứ, ngồi đây chi nữa cô Tư. Dạ. Vậy thôi thì hai cha con tôi không làm phiền anh hai với Tư nữa. Vậy thôi thì hai cha con tôi xin phép về. Ừ, thôi vậy đi. Nhưng mà còn cái chuyện gốm, tôi vẫn chờ anh hai nghe. Thôi chắc khỏi chờ đi, chờ tôi làm chi. Chào anh. Chào anh hai tôi về. Dạ. Chào Tư tôi về. Dạ anh chính về. Dạ thưa hai bác con về. Anh về nha chú. Tôi khỏi chờ nghe. Tôi không có làm đâu. Đâu hả? Tiễn đưa hả? Ông sao vậy? Khách người ta tới, tự nhiên mặt chầm chầm là sao? Sao là sao? Tôi hỏi bà mới đúng á. Ông hỏi gì tôi? Bà làm gì bà hỏi thăm chầm chập không kịp thở vậy? Thêm chính sống hay chết? Sống chết thì kệ người ta chứ mắc mớ gì bà nổ là fan ra vậy? Trời đất ơi, dù gì á thì anh Chính, anh ở cái làng mình coi như là quen biết nhau mấy chục năm trước rồi, thì giờ ta về mình hỏi thăm nhau vài câu cho nó lịch sự vậy mà. Phải không đó? Trời đất ơi, người ta đến đây, người ta mời mình làm gốm, hợp tác công việc, tự nhiên rồi hứa người ta cho đã, rồi tự nhiên tôi không biết gì hết trơn á. Thôi về đi. Tôi vậy đó. Giờ tôi không có làm gớm, làm ghê gì hết, mất công hết. Thấy mặt cha Chính gạo là tôi phát quạo lên rồi. Trời, gì đâu quạo trời. Cũng may à, ba má hồi xưa cũng sáng suốt, gả bà cho tôi đó. Chứ không thôi giờ này á, ngồi chỉnh rồi, giống bà Chính gạo rồi. Thôi đi ông ơi, tôi thấy ông bắt cười quá, anh Chính á. Chính nào? Anh Chính gạo. Anh dẫn con tới đây là để thăm hỏi mình, xong rồi là mời cái vụ làm gốm. Tôi nói với bà rồi đó nha. Coi như là bà thông báo cho các thành viên trong gia đình này biết. Kể từ hôm nay cho đến mai sau, trong nhà này không có ai nhắc tới cái chữ gạo nữa. Nói rồi đó, tôi không có muốn nghe cái chữ gạo à. Không nói chữ gạo, nhà này làm gì cũng dính chữ gạo hết trơn. Tôi nói gì bây giờ? Tôi lấy gạo tôi nấu cơm, rồi tới giờ tôi ăn cơm, rồi tôi nói không nói bà gạo. Bà giờ không có nói cái chữ gạo, mà lấy lúa nấu cơm, được không? Tôi nói bà vậy đó. Mấy đứa ơi, đến giờ ăn cơm rồi á. Đi mời ba lên ăn lúa. Dạ. Giờ làm sao? Ai biết làm sao? Chuyện xa lắc xa lờ, tự nhiên bây giờ làm ầm ầm lên. Rồi giờ ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ. Mà biết tin làm sao? Má, kể con nghe đi, chuyện hồi đó là làm sao má? Thì có gì đâu. Chuyện hồi nhỏ mà. Ở trong làng này nè, con gái ai mà lớn lên á thì cũng coi như là định vợ gả chồng. Thì sáng mới đi ruộng, đi ngang qua nhà chú Chính á.
Xong rồi quen nhau, rồi nói nào ngay thì cũng định tiến tới hôn nhân. Trời ơi, tiến tới hôn nhân mà còn không có. Chưa. Rồi sau đó chú Chính mày mới đi làm ăn xa ở trên Sài Gòn á. Xong rồi cái đi luôn à. Rồi cái ông bà ngoại con á mới gả má cho tía. Đó, chỉ có vậy thôi đó. Thì bởi chuyện có vậy thôi cho nên bây giờ tía mới ghen đó. Ghen vô duyên. Ông già ghen vô duyên. Cái này người ta gọi là tình yêu. Yêu mới ghen. Già rồi mà ghen gì. Tầm xa mà. Bữa nay ông không có nghỉ học, nghỉ thi dựng bữa được để đi thi với tôi hả? Sao nghỉ được mày? Hôm nay tao làm bài kiểm tra mà. Để tao làm xong á, rồi tao qua tao tiện thể coi mày thi làm sao ha. Trời ơi, người ta đi thi có người thân cổ vũ cờ hoa rực rỡ, tôi không có ai hết trơn. Mày muốn cổ vũ cờ hoa rực rỡ không? Muốn chứ. Thì gọi điện thoại kêu tía má mày lên, sáu nhú bảy cò lên, cờ hoa rực rỡ thôi chứ có gì đâu. Thôi khỏi xuôi đi, khỏi nói đi. Kêu lên đặng dặn họng tôi về hả? Bà này bà đi đâu vậy không biết. Đi cái kiểu này là gặp mối nè. Gặp mối nhiều chuyện. Trời ơi là trời. Tía. Mày tính giết tao vậy coi? Mày tính nhát mặt cho tao chết hay gì? Dạ đâu có. Ủa, tía chờ ai à? À, chờ người nơi ấy. Mày chờ hoài không thấy. Khùng quá mày ơi. Giờ ai? Con thấy sáng giờ tía tới luôn mấy chục lần rồi á. Ủa, đi tới luôn tập thể dục cũng được hả? Đi tới luôn là chờ người ta hả? Mày ra mày rượu mày coi mày phụ với sáu kìa. Mày đến nhà làm cà nhõng 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 nè. Dạ, chị Nhú nói còn có chút xíu thuốc à. Chỉ xịt chút xíu là xong rồi, chỉ kêu con về. Thì mày ra mày phụ với nó cho nó nhanh, về cho nó sớm. Làm biến riết nhất thay. Dạ. Mà khoan tí, con đang chiên cáo ở ngoài sau á, tí tí ra chiên giùm con nha. Nó khét tại tí chứ không phải tại con nghe. Có mới ăn sáng xong giờ chiên cá làm gì ta? Khùng đúng. Ông. Ủa làm gì vừa đi vừa cười, làm gì vui vậy? Tôi hỏi bà làm cái gì vui vậy, vừa đi vừa cười vậy? Thì nói nào ngay thì có mấy cái mối đặt hàng. Thì tôi vui trong bụng tôi cười chứ có gì đâu mà quảo quá vậy. Tôi hỏi bà từ sáng giờ bà đi đâu giờ này mới về? Hỏi gì kỳ vậy, người ta đi chợ không thấy sao nè, đi chợ. Không ai mà đi chợ mà tới giờ này mới về hết á. Trên đời này luôn không có người nào mà đi kiểu đó hết. Ủa ngỏ không? Coi đồng hồ đi. Tôi đi từ lúc 6 giờ tôi mua đồ xong. Cái tôi đi ra ngoài ruộng coi mấy đứa nhỏ làm xong chưa. Coi sóc này kia kia nọ. Cái rồi tôi đi về. Cái coi mấy giờ? Mới có 8 giờ chứ mấy, làm gì ghê. Trời, tôi đi tôi canh giờ chứ bộ. Ông này. Nhưng mà tôi nói bà, đi đâu á cũng phải tranh thủ về cho nó sớm. Ủa sao vậy ta? Bữa nay ngộ quá ta. Bữa nay có một cái người không có bình thường, hình như nó ghen thì phải à. Bà nói gì? Ai ghen? Tôi ghen bà hả? Còn khuya. Bà dòm lại coi. Tôi sao? Ghen gì nữa? Trán nhăn da ổi rồi, má nổi sóng thần rồi. Ghen gì nữa mà ghen? Đâu có đâu, tôi thấy cũng mịn màng lắm chứ bộ. Thôi, tôi nói câu không phải thôi chứ làm gì ghê dữ vậy. Ủa, ông nói gì trọng hả? Có nói gì đâu. Chết cha, thằng cò nó chiên cá với. Thôi trời ơi, chết rồi trời ơi. Chết rồi cái thằng cò này.
Ở nháy. Ủa, không về nhà chuẩn bị rồi đi họp hả? Có chứ. Mà anh Long nói tới trưa lận. Trưa đâu mà trưa. Bây giờ tôi qua anh Long nè, rồi hai anh em tôi đi quán cà phê trước. Chắc là bà công chuyện á. Thôi mấy người ra sao nha, tôi đi nha. Bye bye. Nháy nói nghe nè. Thôi trễ giờ tôi rồi. Hồi nãy em ra ruộng gặp anh Long. Anh Long nói anh đi công việc gì trên xã, khoảng 12 giờ anh mới về. Trời đất ơi, vậy không nói với nhái đi kìa. Nói được gì nói, vừa kêu te te đi mất tiêu rồi. Chị sao? Ông Khánh Long có gì hấp dẫn mà nhái mê dữ vậy? Mày vô duyên quá, nghe hỏi tao, ai biết. Kỳ vậy? Xui dữ vậy ta? Và sau đây là phần dự thi của thí sinh mang mã số 10 đến từ Xẻo Lá Tám Tàng. Dạ, xin chào. Tôi tên Tám Tàng. Tôi xin được gửi lời chào đến ban giám khảo cũng như tất cả quý vị. Tôi mang mã số 10. Tôi xin trình bày ca khúc Con Bướm Xinh. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm ra tình. Với lũ hàm bố hàm anh lên đường hòa mình. Ui, con ngán bay, con ngán bay, con ngán la đà. Từ bên chiến lưới trong khu nhà mình. Cha cha cha, ui. Ui. Được rồi. Bên ban giám khảo cảm ơn em. Hát dở mà cuộc bố sâu rồi. Xuống đây. Mà đi thi được. Trời ơi. Xuống đây. Về nhà tập luyện đi. Rồi đây. Trời, cái thằng này nó tắt máy hoài luôn nè. Không biết ăn cơm chưa ha. Không biết nữa. Bà rảnh quá à. Cái thằng mập đó đó, hồi sáng giờ không ba cử đó. Tụi con bà đó. Ông nè. Thôi được rồi, cơm nước xong đi. Tôi điện thoại nói chuyện đó. Bắt nó về là xong là yên chuyện à. Dạ. Cái gì nè? Trời đất ơi. Trời, có bị mắc xương không cò? Ăn gì từ từ thôi con. Làm cái gì mà ăn nhanh quá cho nó bị gì vậy? Cố ăn chứ, ăn từ từ thôi. Mày ăn cho nhiều, mày cũng mập nổi đâu coi. Không phải con ham ăn, mà con muốn ăn cho nó lẹ. Ăn lẹ làm gì? Mày ăn từ từ chứ mày ăn lẹ làm gì? Dạ, con muốn đi uống cà phê với anh Long, với chị Nhú à. Trời đất ơi, Nhú bên đây đi uống cà phê nữa hả con? Dạ. Dạ, dạ hôm nay nhái mời chị em con ra quán cà phê uống xin tối tía. Tía cho tụi con đi nghe. Ủa, rồi làm gì có anh Long trong đó nữa? Dạ, tại nhái rủ anh Long. Rồi rủ cả sớm, đâu rủ riêng ai đâu tía. Nếu mà chiều nay không có gì hết, cho mấy đứa đi chơi á, đi tới chiều luôn. Cảm ơn má. Bà ngon quá ha. Hả? Bữa nay quyết định thay tôi luôn hả? Trời, nãy thi hả, hồi không chết luôn. Trời ơi, tôi thi xong cái tôi muốn đổ mồ hôi hột luôn á. Trời ơi. Sao hồi nãy ông thi thấy được không? Đi thi được. Cái ông số hồi số nãy hay lắm nha. Hồi nãy ông thi sao? Không lẽ mãi mãi mình không thể trở thành ngôi sao ca nhạc Tám Tàng rạng danh vô đất Xẻo Lá sao ta? Tía má ơi, con sanh nhầm thời đại rồi. Vĩnh biệt tất cả. Con về với tía má đây. Lúc đó tôi không tập trung, tôi không nghe ông hát gì hết trơn. Ừ, Tám Tàng. Tám Tàng. Ủa, chú biết tên con hả? Ừ. Mà con không phải là ca sĩ. Chào ca sĩ Tám Tàng. Gặp tôi thì sẽ làm ca sĩ nổi tiếng. Giới thiệu với Tàng, tôi là David Hoàng.
bầu số của hàng loạt ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Ôi, thiệt hả chú? Chú làm bộ show thiệt hả? Ừ, thiệt chứ. Bộ nhìn tôi giống lừa đảo lắm hả? Chú không giống lừa đảo, mà giống mấy người mà hát lô tô hội chợ này nọ. Nghĩ sao mà so sánh tôi với mấy thằng cha lô tô mà hoa huệ hoa số, rẻ tiền thế bà nội. Tôi là David Hoàng. Chú là Việt Kiều hả? Việt Kiều gì chứ, tôi tên là Trần Văn Hoàng. Nhưng mà hoạt động trong giới showbiz mười mấy năm nay thì phải lấy cái tên nghệ danh nửa tay nửa ta cho nó sang, cho nó kêu, cho nó chảnh gì đó mà. Làm gì mà lợt mặt thấy ghét quá à. Giống như Tàn vậy đó, mai mốt mà thành sao đó nghe, thì phải đổi tên là David Tàn, Dr. Tàn, hay là Kevin Tám, hay là Mr. Tám gì đó. Biết rồi. Hèn chỉ lúc này thấy ca sĩ nổi tiếng toàn là tên nửa tay nửa ta không à. À, biết vô đó rồi. Hồi nãy tôi nghe Tàn hát, tôi biết chắc là Tàn rất có tài năng. Ừ, tại vì nãy rung quá phải không? Dạ. Hát được luôn phải không? Đó. Thì rung là cái chắc rồi. Thì đó giờ đâu có biết mấy cái vụ này thi thố gì đâu có biết đâu. Nhưng mà ở dưới quê là dữ à. Ở dưới quê là ngon lành à. Dưới quê là nhất nhì chứ không phải thường à. Tôi làm nghề bộ show này hơn chục năm trời rồi. Tôi đào tạo biết bao nhiêu là ca sĩ người mẫu nổi tiếng khắp cả nước. Nên nhìn qua Tàn, tôi biết là cậu rất tiềm năng. Thiệt không vậy chú, có thiệt không vậy? Chú cháu gì? Cứ gọi là David Hoàng hay là bằng anh cũng được. Bây giờ vậy nè, mình ra mình kiếm quán cà phê đi, rồi mình bàn chuyện làm ăn hợp tác được không? À, hợp tác gì chú? Cái gì anh David Hoàng? Thì lăn xê cho cậu thành một ngôi sao nổi tiếng, chịu không? Đâu phải giỡn đâu. Đi mà. Hả? Đi. Nhanh lên. Đi. Hồi sáng này anh có lên thị xã, anh tìm hiểu một số cơ sở và những cửa hàng bán gốm, thì anh thấy là những sản phẩm gốm cúc hoa của mình người ta vẫn đánh giá rất cao. Khi mà mình khôi phục được, anh nghĩ là việc tiêu thụ mình không cần quan tâm nữa. Ủa, ngon lành vậy? Sao người ta không làm gốm cúc hoa để kiếm bộn tiền anh? Gốm cúc hoa là nghề truyền thống của xã mình, người khác sao biết làm được? Tí tôi nói nghề gốm không đủ sống nên người ta mới đổi qua nghề khác. Chứ mà làm bán kiếm được nhiều tiền, ai ngu mà đổi nghề, đúng không anh Long? Theo anh được biết, vào thời điểm đó kinh tế rất là khó khăn, cho nên bà con mình không có tập trung vô nghề gốm, cho nên là sản phẩm càng ngày càng đi xuống thì người tiêu dùng người ta quay mặt. Là đúng rồi. Em còn biết nè, ngay sớm mình nha, còn nhiều người yêu nghề làm gốm lắm á. Nhưng mà chưa dám mạnh dạn đầu tư làm xưởng thôi. Hồi trước dân còn nghèo mà nghề gốm còn khó sống. Bây giờ hả, dân người ta tiến bộ quá trời, ai mà thèm xài mấy cái đồ quê mùa đó nữa. Thật ra càng hiện đại, người ta sẽ càng quý những giá trị lâu đời, những sản phẩm thủ công gốm cúc hoa của mình. Nổi tiếng là bền và đẹp. Một khi chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm đúng phương pháp truyền thống, anh tin là những người yêu gốm, người ta sẽ trân trọng những sản phẩm mình làm ra thôi. Anh Long nghĩ cho kỹ nghe, chứ em thấy làm gốm kiểu này khó kiếm lời dữ lắm á. Nếu chỉ quan tâm tới lợi nhuận, anh nghĩ là ba anh sẽ không về đây mở xưởng gốm đâu, và còn bắt đầu từ con số 0 như vậy. Đây là tập quyền cả đời của ba anh. Coi bộ anh Long vậy mà cũng có hiếu dữ hen. Thì bản thân anh có tình cảm đặc biệt với quê mình, anh muốn làm cái gì đó có ý nghĩa chút thôi. Vậy là anh Long chắc chắn mở xưởng gốm hả? Thì anh với ba anh đang xây dựng nè, bây giờ đang mua một số thiết bị. Anh chỉ mong là mấy đứa có thể giúp anh, hỗ trợ cho anh. Khi nào mà xưởng gốm xây xong là mấy đứa phải qua phụ anh đó. Dạ. Anh và ba anh đang tiến hành xây dựng và mua những cái thứ cần thiết. Anh Long, để em về á, em xin tía má em, em qua xưởng làm trợ lý đặc biệt cho anh nha. Anh Long, cho em qua làm với em. Chắc chắn rồi. À quên nữa, cho chị Sáu nhú em nữa. Chuyện ai nấy làm đi, xin giùm làm gì? Chị tôi, chú xin. Sáu nhú bận lắm, không có làm được đâu. Kệ ta. Yeah.
em uống nước dừa đi. Dạ. Em hên lắm á. Không phải ai tôi cũng đè lăng xê đâu. Người ta đem tiền vàng tới Hà Rầm á, năn nỉ tôi gian sinh. Tôi thấy tướng không có thành sao, tôi đuổi về. Ủa, tướng thành sao? Làm sao không hiểu gì hết á? Là cái tướng mập mạp trắng trẻo tròn trịa như cưng. Anh nói làm sao chứ, tía má em nói đẻ em ra là điều hối hận luôn á. Tướng em mập thù lù, ngang phè, nhìn quê chơi quê chớt. Đó mới chính là sự khác biệt. Khác biệt gì anh? Mà nè, từ giờ trở đi là cưng phải nghe lời David Hoàng. Nghe tuyệt đối, nghe trung thành thì mới mong nhanh chóng thành sao được, hiểu không? Mấy người quê mùa, họ không có hiểu chiến thuật đào tạo của anh. Anh bực mình lắm, anh bực mình lại bỏ. Anh ở trước nghe, cưng có ngoan, cưng phải biết điều thì anh mới đào tạo cưng được. Được, cái gì chứ ngoan chứ, nghe lời là em nghe lời dữ lắm. Ngoan được rồi, đừng có ngoan dữ lắm. Anh có yêu cầu khắc khe vậy đó, là chỉ muốn em một bước thành sao. Em may mắn dữ lắm á, em mới gặp được một bầu sô vừa có tâm vừa có tầm như anh. Dạ, em biết, nhưng mà em nói thật, tía má em mà biết em đi theo con đường ca hát này, ông bà giết em chết. Ông bà cũng không có cho tiền em nữa. Em sợ sau này có gì em không có tiền trả cho anh David. Thôi được rồi, tiền thì có nhiêu xài nhiêu. Sau này mà thành ngôi sao á thì đừng quên David Hoàng này được rồi. Dạ. Em uống nước lẻ lên, rồi anh sẽ dẫn em đi coi mấy trung tâm ca nhạc lớn á, mấy ca sĩ anh đang hát đó đó. Thiệt anh? Ừ. Tía má ơi, con sắp được gặp ca sĩ bằng xương bằng thịt thiệt rồi. Cười đi. Cười đi. Rồi có ai nói với mấy người á, mình cười quá, cái mặt mình nó đang thẳng gì nè, cái nó xếp ly, cái nó đang túm lại. Đó, cười đi. Thấy chưa? Rồi, kéo ra. Kéo ra. Trời ơi, em phải công nhận á, chị Tư ác ghê vậy đó nha. Cái chuyện cười mà không cho cười ai mà chịu nổi. Ừ, đó. Thôi xong rồi, thôi đi, cười chọc quê báo hoài. Mà không hiểu sao nha, nhìn chị hả, quê một cục à, mà anh hai ảnh ghẹt. Nói nghe nè, người ta nói con gái đẹp á mà vô duyên á, biết cái từ đó không? Biết không? Tụi tôi đàn bà hết rồi, làm gì mà con gái. Mà chọc có xíu thôi, chị làm gì kì wow dữ vậy. Mà tôi nói thiệt nghe, phải chi mà thằng bồ cũ của tôi đi về tìm tôi á. Tôi nói thiệt nha, đẹp như ông chín gạo đó hả, thì tôi... Mày nói bả không à? Tìm ở đâu mà tìm? Người ta nói ảnh đi về quê là ảnh đi xây nhà, chứ ảnh có rảnh đâu mà đi tìm tôi. Trời ơi là trời, cái này là người ta vô tình người ta gặp nhau thôi. Chả cố tình thì có, cái này là tại ổng nhớ lại tình xưa đó chị, là ổng cố tình ổng về ổng tìm chị đó. Đó, chị coi có bao nhiêu người muốn lên Sài Gòn mà có lên được đâu. Tự nhiên cái ổng từ Sài Gòn mà ổng về cái sỏ lá này là sao? Ôi. Nè, không có giỡn á, ổng mà nghe được là gia đình người ta xào xáo á. Nói chứ anh hai anh ghen cũng có lý. Hôm bữa nha, trời ơi, tôi gặp thằng cha chính gạo ngoài đường, tôi thấy một cái tôi đứng tim luôn á chị. Sao vậy? Đàn ông ở thành phố về ta nói vừa phong độ nè, vừa đẹp trai, đã vậy còn giàu có, còn quá vợ nữa. Phải chi á, bồ cũ của em mà giống vậy á là em bỏ con cha Tư ếch em theo rồi. Trời đất ơi, ăn nói gì kỳ cục vậy? Nói tầm bậy tầm bạ không à. Mà nghe, công nhận nghe bà Tư, ông chín gạo đó, ông được thiệt đó. Thấy chưa? Đẹp trai phong độ, gái tơ còn theo ổng nữa mà. Trời ơi, ổng để ý mấy bà già cho tụi mình đó hả? Tôi bỏ chồng luôn. Đúng không? Ông già rồi mà ổng phong độ, ông hai lúa nhà tôi, ổng không có bằng. Cho nên ổng mới ghen, mới làm cho tôi mắc cỡ, bà biết không? Nghĩ đời nay á, ta nói già đã hai thứ tóc rồi, mà còn ghen y như là con nít vậy. Ta nói... mà ta nói bữa đó tôi có nín cười được đâu. Ấy cha, ấy cha.
mấy bà vô duyên. Ủa chiều quen mình vậy cha nội? Ừ, rảnh rỗi. Trời ơi, chiều giờ kiếm anh tưởng anh đi đâu. Ai già, anh ra đây ngồi uống nước trà. Bữa nay rảnh rỗi, ở không làm gì, ra hôm nay uống trà hứng gió rồi chơi. Ơi, cảnh nào mà cảnh chẳng đeo sầu, mà người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, đúng không anh hai? Trời ơi, công nhận Khổng Tử làm thơ thất tình nó bi đát quá anh ba. Vậy chú mới nói gì của Khổng Tử hả? Ờ, không phải, hai câu này trong Chuyện Kiều của Nguyễn Du. Ủa vậy hả? Ừ. Tôi đâu có biết. À anh hai, ba của thằng Long lên Sài Gòn á, đổi tên là Khánh Vĩnh gì đó, chứ hồi xưa hồi mà ông ở quê á, tên ông là Chín Gạo đó. Đổi tên thì kệ nó chứ mắc mớ tới tôi, chú nói tôi chi vậy? Em hỏi thiệt anh hai nha, có phải ngày xưa bà Tư Măng á với lại ông Khánh Vĩnh yêu nhau không anh hai? Chú ăn nói bậy bạ vậy, làm gì có chuyện đó chứ. Ờ, nói bậy nói bạ không à, làm gì có chuyện đó. Trời ơi, cả cái xóm đồn rần rần hết trơn rồi kìa, cho nên em mới tới đây hỏi thật hư làm sao nè, để em đi kể lại. Không không, em đi giải thích lại cho mọi người biết để đừng có hiểu lầm. Tôi ghét nhất là cái thứ nhiều chuyện. Tôi nói mấy chú rồi đó nha, vợ tôi với cha Chính Gạo không có dây mơ rễ má gì hết à. Mấy chú mà còn bếp xếp vụ này nữa, đừng có kêu tôi bằng anh nữa à. Ôi, anh hai ơi, không có lửa sao có khói. Ôi, nhưng mà bây giờ về nè, chuyện gì nó cũng qua rồi, anh hai bực bội làm chi vậy? Ờ, giả dụ như hồi xưa là Chính Gạo với lại Kỳ Tư mình có yêu nhau, cũng là cái chuyện quá khứ. Đúng rồi. Làm có người ai mà chấp chứ cái chuyện quá khứ làm chi? Trời ơi, tôi nói á, là vợ tôi không có yêu đương gì cha Chính Gạo hết á. Nói chung là vậy nè, hồi xưa á, là cha Chính Gạo chả mê bả, chứ bả đâu có mê gì đâu. Ủa, có vụ này nữa hả anh hai? Ừ, chứ sao nữa. Hồi xưa là vợ tôi là đẹp nhất á, bởi vì đàn ông nó theo là đâu có chuyện gì lạ, bình thường. Bà chỉ thương một mình tôi thôi, tôi với bà là mối tình đầu, cũng là mối tình cuối. Nhưng mà cái vụ này có mới nói nghe anh hai. Hồi xưa tới giờ chú có thấy tôi nói xạo với ai không? Hả? Em thấy là hồi xưa giờ chị Tư mình là hiền lành nổi tiếng mà, ai nói ra nó vô kệ anh hai ơi. Cuộc sống là mình phải tin tưởng vợ mình, phải tin tưởng gia đình mình. Bởi vậy sách nó có câu, nhất sự bất tín là vạn sự bội tín. Anh hai cũng biết cái mỏ em coi vậy, nhiều chuyện vậy chứ cái tâm em nó sáng dữ lắm. Túm lại là em lo cho gia đình hạnh phúc của anh hai, chị hai á. Ủa, mất bớ gì, ai mượn mấy chú lo cho hạnh phúc gia đình vợ chồng tôi? Bậy. Chuyện này anh hai biết hơn tụi em mà. Bây giờ em nói anh hai nghe nè, cứ cho là ngày xưa đó chị Tư chị không có thương cha Chính Gạo này, nhưng mà cha Chính Gạo này em biết là chả có ý với chị. Mà bây giờ em hỏi anh nè, chả ngon lành quá xá luôn, thấy không? Ê cha, cái này người ta nói là tình cũ mà không rủ thì cũng phải tới thôi. Mà tình cũ là giàu có phong độ, mà quan trọng là chả quá vợ ngang. Mà trời ơi, em nói thiệt với anh bà nha, em mà còn ham mà đừng nói gì chị Tư. À không, mà mấy bà xôn xôn. Phải đó, cái vụ này á, nói gì thì nói, anh ai cũng phải đặc biệt lưu ý, nó nguy hiểm lắm. Hai chú ăn nói tào lao bất xế vừa vừa thôi. Tôi dạ. Nói rồi nha, hai chú đừng có tào lao mía lao đó. Nhưng mà đời mà, ai mà học được chữ ngờ anh hai ơi. Thank you.